Dạ thưa thầy. Ok các anh chị. Dạ thưa thầy. Rồi. À, hôm qua là chúng ta học xong được cái nhánh thứ nhất, nhưng mà cũng đó là cái nhánh chính luôn đó anh chị, đó là nói về cái quá trình hô hấp tế bào. Tôi nhắc lại nghe anh chị, hô hấp tế bào đó là quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ dùng để tạo năng lượng đáp ứng cho hoạt động của tế bào cũng như là cơ thể. Thì trong đó đó, hô hấp tế bào của mình đó anh chị, nó có hai hình thức chính là hình thức hô hấp hiếu khí và kỵ khí. Hiếu khí là có oxy, kỵ khí là không có oxy. Thì dù hiếu khí hay kỵ khí thì nó đều có 10 cái phản ứng giống nhau, đó là ở giai đoạn đường phân diễn ra trong tế bào chất. Từ một phân tử gluco thành hai phân tử acid pyruvate, hay người ta còn gọi là pyruvate. Nếu có oxy á, thì theo con đường hiếu khí, còn không có oxy thì kỵ khí. Kỵ khí thì chỉ thực hiện thêm một phản ứng số 11 nữa thôi, đó là tạo thành acid lactic. Thì toàn bộ quá trình hô hấp kỵ khí đó anh chị là cái quá trình mà chỉ tạo được lời có đúng hai ATP thôi, không là gì thêm. À, nhưng cái hệ lụy của nó là gì? Là nó có thể kèm theo sự tạo axit. Và chính cái việc tạo axit đó đó anh chị, thì nó sẽ đầu độc cơ, làm đau nhức mỏi cơ, làm chóng mặt. Và trong một số trường hợp nhất định thì nó sẽ làm thay đổi cái pH dịch cơ thể, dẫn đến hàng loạt cái phản ứng sinh lý bị thay đổi. Và thường là dẫn đến tình trạng bệnh lý. Còn đối với cái trường hợp mà hô hấp hiếu khí là bình thường, thì hô hấp hiếu khí đó anh chị, đây là một cái trường hợp có oxy. Thì oxy á anh chị là chất nhận điện tử cuối cùng. Oxy là chất nhận điện tử cuối cùng. À, trong đó thì anh chị lưu ý nè. Cái việc mà hô hấp hiếu khí thì thật ra nó còn thêm hai bước. Sau cái giai đoạn mà đường phân á, thì nó còn có một cái giai đoạn tiếp theo, đó là oxy hóa ở trong tinh thể. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn chuyển truyền điện tử. Thì oxy hóa trong tinh thể nó gồm có hai bước nhỏ nữa, đó là bước cắt tỉa và bước chu trình Krebs. Thì mình chỉ về mình chỉ coi lại. Thì sau cái cắt tỉa và chu trình Krebs thì toàn bộ NADH2 cộng với FADH2 được sinh ra ở các bước gồm có đường phân nè. Đường phân thì sinh ra 2 nè, ADH2 nè. Đó. Bước cắt tỉa sinh ra được 2 nè. Chu trình Krebs sinh ra được 6 nè. Rồi, FADH2 thì chỉ sinh ra được đúng ở cái chu trình Krebs thôi, là được 2. Thì từ đó tất cả những phân tử này sẽ đi đến thực hiện bước chuỗi truyền điện tử để tạo năng lượng. Thì năng lượng mà NADH và FADH tạo ra là 34, có thể đạt đến mức 34. Và đôi khi có thể bị trừ 2 trong cái trường hợp trừ 1 hoặc trừ 2 hoặc trừ 0, tùy cái trường hợp NADH được vận chuyển từ tế bào chất vào trong. Thì kết quả cuối cùng là cái năng lượng chúng ta có thể tối đa là 38 ATP. Trong khi đó hô hấp kỵ khí thì chỉ có 2 ATP. À, thì đó là anh chị lưu ý, cũng cùng một phân tử gluco thôi. À, nhưng mà tuy nhiên về cái mức năng lượng thì khác nhau. Rồi, bây giờ tôi sẽ giới thiệu với anh chị tiếp, đó là cái này khỏi anh chị. Chúng ta giảm bớt cái này, hôm trước tôi nói rồi là chúng ta chỉ có tìm hiểu về thoái hóa gluco thôi. Rồi bây giờ chúng ta qua tiếp phần tiếp theo, đó là cái phần mà chuyển hóa glycogen. À, chuyển hóa glycogen, chuyển hóa và tổng hợp glycogen. Rồi sau đó mình học đi qua đường huyết và mình qua một nội dung khác, chứ mình không có học hết các cái nội dung trong bài này. Rồi giới thiệu với anh chị về sự chuyển hóa glycogen. À, chuyển hóa glycogen thì sự chuyển hóa glycogen, anh chị lưu ý là glycogen á, cái nơi chính trong cơ thể chúng ta, cái nơi mà trước glycogen đó anh chị tích lũy glycogen là phải nói đến ở gan là nhiều, và một phần là ở cơ. Như vậy thì cái sự chuyển hóa glycogen ở đây anh chị lưu ý giùm tôi là chủ yếu chủ yếu là ở gan và một phần là ở cơ. Nên cái việc mà chuyển hóa glycogen, anh chị nhớ giùm tôi là chỉ diễn ra ở gan hoặc là cơ thôi. Thì cái sản phẩm mà thoái hóa glycogen đó anh chị, tức thoái hóa tức là gì, là phân hủy, là cắt, là dị hóa đó, là cắt nhỏ đi đó. Thì cái sản phẩm có thể tạo ra được phân tử gluco hoặc là tạo ra được phân tử gluco một phosphat. Vậy anh chị lưu ý giùm tôi nghe, có hai trường hợp nha. Mà thật ra cái sản phẩm đầu tiên đó anh chị, nếu mà so sánh giữa hai sản phẩm là gluco và gluco một phosphat thì cái nào mới là cái tạo ra trước? Thật ra gluco một phosphat sẽ được tạo ra. Và nếu như trong trường hợp cần thiết thì gluco một phosphat mới chuyển thành gluco. Còn trên thực tế nếu như không thì trong tế bào cứ giữ ở trạng thái đó. Khi nào cần xài gluco thì mới chuyển gluco một phosphat thành gluco. Và cái việc mà thoái biến glycogen á, thì diễn ra gồm có 3 giai đoạn anh chị. Và thật ra 3 cái giai đoạn này
ba giai đoạn này nó sẽ gắn liền với cái việc đầu tiên á, đó là cái việc mà tạo được gluco một phốt phát nha. Bước thứ hai là mới làm gì anh chị, là chúng ta mới đi đồng phân hóa để tái tạo gluco vậy đó, chút xíu chúng ta nói sau. Nhưng trước nhất là anh chị lưu ý giùm tôi là cái bước đầu tiên đó anh chị, đó là cái phân cắt glycogen để tạo gluco một phốt phát đây anh chị ha. Tạo ra gluco một phốt phát okay. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có cái bước tạo gluco một phốt phát, đây là cái bước đầu tiên. Và để tạo ra được gluco một phốt phát này đó anh chị, thì nó sẽ nhờ cái sự phối hợp của ba enzyme để tạo ra được gluco một phốt phát. Thì trong cái tế bào gan chúng ta hoặc là tế bào cơ đó sẽ diễn ra gồm liên quan tới ba cái enzyme. Enzyme thứ nhất anh chị phải nhìn hình minh họa ở đây ha. Enzyme thứ nhất thì chúng ta sẽ có enzyme gọi là phosphorin la loại A. Enzyme thứ hai đó là enzyme chuyển, và enzyme thứ ba là enzyme cắt nhánh. Như vậy thì anh chị qua cái sơ đồ nhìn cho nhanh. Để anh chị hình dung được thì trước nhất chúng ta sẽ có là phân tử glycogen, là anh chị nhớ nó là gồm nhiều phân tử gluco liên kết lại với nhau bằng liên kết alpha 14 glycosic. Đó là trong một mạch nha, trong một mạch. Còn giữa mạch chính và mạch nhánh thì nó là liên kết 16, cái này chúng ta học rồi, liên kết 16. Vậy thì anh chị lưu ý giùm tôi là ở đây chúng ta sẽ có mạch chính và mạch nhánh ha. Thì mạch chính thì nó sẽ là trong nội bộ mạch chính, trong nội bộ mạch nhánh cũng là liên kết 14. Chỉ có giữa mạch nhánh với cái chủ chính là liên kết 16. Thì nói cách khác là cái sâu chuỗi, mình tưởng tượng đơn giản là để tạo ra được glycogen thì nó gồm giống như một sâu chuỗi có sự phân nhánh. Và mỗi một hạt chuỗi đó chính là một phân tử gluco. Mỗi một hạt chuỗi chính là một phân tử gluco. Thì ở đây mình chỉ thấy ban đầu tiên phân tử đầu tiên là glycogen, thì sẽ nhờ cái enzyme hồi nãy mình nó có ba cái enzyme đúng không anh chị, enzyme phosphorin la loại A, enzyme chuyển nhánh, enzyme cắt nhánh. Đây là ba cái enzyme mà nó phối hợp với nhau liên tục để cắt, để tạo ra được cái sản phẩm đầu tiên trong việc thoái hóa glycogen đó, đó là gluco một phốt phát. Thì cái enzyme phosphorin la loại A đó anh chị, đây là một cái enzyme nó hoạt động được trong một cái khoảng với điều kiện là nó thẳng, không có bị gấp khúc, không có bị phân nhánh. Cái đoạn thẳng thì nó cắt được. Anh chị lưu ý ha, có nghĩa là đối với enzyme này đó anh chị, thì nó chỉ cắt được trên cái mặt thẳng thôi, tức là nó chỉ cắt được cái liên kết 1,4 thôi. Thì đây, anh chị thấy cái ban đầu người ta sẽ mô tả là cái mũi tên cắt ở đây, chỗ này nó có cắt nè, cắt chỗ này, cắt chỗ này, cắt ra, cắt ra, cắt hết anh chị, những chỗ này cắt từ từ, phía trên cắt xuống 1, giải phóng 1 phân tử đường, 2 phân tử đường, 3 phân tử đường, 4 phân tử đường, 5, vân vân. Thì sau khi nó cắt ngắn tạo thành cái, nó còn cái nhánh hình chữ V như thế này hoặc là chữ Y như thế này, thì cái enzyme phosphorin la loại A không cắt được nữa, nó bị vướng víu, nó không cắt được nữa. Mình hiểu đơn giản vậy thôi. Thì cái sản phẩm khi cắt ra đó anh chị, thì gluco nó không đơn thuần, không đơn thuần là chỉ tạo thành gluco đâu, mà bởi vì cái enzyme phosphorin la loại A đây là một cái enzyme nó thực hiện vừa cắt vừa thực hiện quá trình phosphorin hóa. Mà phosphorin hóa có nghĩa là gì? Là gắn phosphat, là gắn phosphat. Như vậy mấy anh chị sẽ lưu ý là lúc này nó sẽ tạo thành gluco một phosphat. Như vậy giải phóng ra là giải phóng gluco một phosphat. Sau khi mà nó còn cái hình chữ Y như vậy đó mấy anh chị, thì tiếp theo là nhờ một cái enzyme chuyển nhánh. Chuyển nhánh tức là gì? Ở đây mấy anh chị thấy đang có cái nhánh đây, nó tới 4 phân tử đường. Nhưng nó chuyển nhánh đó mấy anh chị, cái enzyme chuyển nhánh này nè, là một cái enzyme chỉ chuyển được liên kết 1,4 qua 1,4 thôi. 1,4 qua 1,4 à. Chứ nó không xử được liên kết 1,6. Chỗ này là liên kết 1,6 nha mấy anh chị. Tôi nói lại là ở trong nội bộ phân tử, chỗ này là 1,4, tất cả là 1,4 hết. Chỗ nào cũng liên kết với nhau là 1,4 hết. Chỉ có mạch nhánh với mạch chính thôi, giữa mạch nhánh với mạch chính cái chỗ này thôi mấy anh chị, thì là 1,6 thôi, còn lại là 1,4 hết. Như vậy đối với enzyme chuyển, nó sẽ cắt cái một cái đoạn mà nó chừa đúng cái liên kết 1,6 lại thôi, nó chưa liên kết 1,6 lại, nó cắt, nó chuyển từ ở cái nhánh này qua cái mạch chính. Như vậy nó đang là 1,4, chuyển qua cái chỗ mới cũng là 1,4, nên anh chị sẽ thấy là nó sau khi chuyển thì lúc này cái mạch chính nó đã dài ra. Mạch chính nó đã dài ra, nhưng làm gì làm nó vẫn còn có một cái nhánh, nhánh này là nhánh 1,6, là liên kết 1,6. Như vậy sau khi chuyển nhánh là chuyển hết toàn bộ các cái phân tử đường trên nhánh qua trên mạch chính, và chỉ còn lại cái nhánh thôi, nhánh chỉ còn một cái phân tử đường duy nhất thôi, và cái enzyme chuyển này không làm được điều đó. Vậy thì một cái enzyme tiếp theo người ta gọi đó là enzyme cắt nhánh.
enzyme cắt nhánh. Thì enzyme cắt nhánh này mà mới cắt liên kết 1,6 nha mấy anh chị, mới cắt được cái liên kết 1,6, alpha 1,6. Còn cái này là tất cả đều là chuyển từ 1,4 qua 1,4. À. Vậy thì sau khi cắt xong thì mấy anh chị thấy là không còn nhánh nữa. Thì lúc này cái chuỗi này nó dài và nó thẳng. Thì enzyme phosphorylase loại A tiếp tục có thể cắt được nữa rồi mấy anh chị. Nên đó lúc này cái phosphorylase loại A sẽ thực hiện cái việc cắt để giải phóng tiếp tục các cái phân tử gluco 1-phosphate. Như vậy cuối cùng sản phẩm được tạo ra sau cái giai đoạn mà phối hợp của ba enzyme đó chính là phân tử gluco 1-phosphate. Đây. Thì cái ý nghĩa của quá trình thoái hóa này là gì anh chị? Là khi mà trong máu, trong động mạch của chúng ta giảm lượng đường thì cái việc cắt để glycogen dự trữ trong gan đó để đẩy ra ngoài là để bổ sung cái lượng đường huyết thôi, không có vấn đề gì. Vậy thì sau cái bước 1 tạo gluco 1 thì bước 2 sẽ tạo gluco 6. Thật ra bước 1 tạo gluco 1 là do việc thực hiện của ba cái enzyme gồm enzyme phosphorylase loại A, enzyme chuyển nhánh, enzyme cắt nhánh. Ba enzyme này sẽ phối hợp để cắt glycogen, để cắt glycogen nhé anh chị, thành gluco 1-phosphate. Và sau khi cắt thành gluco 1-phosphate thì tiếp theo sẽ được chuyển hóa thành gluco 6-phosphate. Gluco 6-phosphate. Vậy thì gluco 1-phosphate và gluco 6-phosphate này được chuyển đổi qua lại phản ứng thuận nghịch nhờ một cái enzyme gọi đó là phosphoglucomutase. Anh chị ha. Cái vai trò của cái enzyme phosphoglucomutase là cái enzyme mà sẽ chuyển hóa giữa gluco 1-phosphate. Đây nói cách khác là đồng phân thôi. Có nghĩa là thay vì phosphate đang gắn lên C1 thì chúng ta gọi là gluco 1-phosphate. Nhờ cái enzyme phosphoglucomutase sẽ chuyển cái từ gluco 1 qua gluco 6, tức là chuyển từ gắn trên C1 chuyển qua gắn trên C6. Rồi. Sau khi mà từ C1 gắn trên C6 rồi thì tiếp tục sẽ nhờ một cái enzyme tiếp theo nữa. Ở đó là gluco 6 phosphatase, gluco 6 phosphatase. Như vậy gluco 6 phosphatase có nghĩa là gì? Phosphatase các bạn nhớ giùm tôi, đây là một enzyme cắt bỏ phosphat, cắt ở vị trí C mấy? Cắt ở vị trí C6. Nên người ta gọi là gluco 1 phosphatase. Còn nếu cắt ở C1 thì người ta sẽ là gluco 1 phosphatase. Nhưng anh chị lưu ý trong hệ enzyme của tế bào gan, tế bào cơ không có enzyme gluco 1 phosphatase. Do vậy enzyme gluco 6 phosphatase chỉ có enzyme này thôi. Do đó là muốn cắt được thành gluco á thì phải nhờ cái enzyme phosphoglucomutase chuyển hóa thành gluco 6. Rồi mới thực hiện cắt bỏ phosphat để tái tạo gluco. Rồi. Như vậy mấy anh chị lưu ý giùm tôi là cái sự thoái hóa glycogen là nó diễn ra qua ba bước chính. Ba bước lớn. Bước thứ nhất là cắt glycogen thành gluco 1 phosphate. Sau đó bước thứ hai là chuyển gluco 1 thành gluco 6 và bước thứ ba là cắt bỏ phosphate trên gluco 6 để tái tạo gluco. Thì đây là cái ba bước để hoàn thành cuối cùng để tạo được phân tử gluco bổ sung cho máu, cho đường huyết. Và anh chị lưu ý giùm tôi là nếu như anh chị quay lại cái bài cái phần mà hồi tuần trước chúng ta học, người ta thường nói rằng nếu như sử dụng đường từ glycogen để tạo năng lượng trong tế bào thì đặt ra câu hỏi sau khi từ gluco từ glycogen thành gluco 1. Sau khi thành gluco 1 rồi thì gluco 1 sẽ được chuyển hóa thành gluco 6. Nếu như trong trường hợp mà đi phân hủy để tạo năng lượng thì anh chị lưu ý giùm tôi sẽ không có cái bước chuyển từ gluco 6 thành gluco đâu nha anh chị. Có nghĩa là nếu trong trường hợp tế bào đang cần năng lượng, đang cần lượng đường để tạo năng lượng, thì nếu như trong trường hợp mà từ gluco 1 thành gluco 6 thì ngay lập tức gluco 6 sẽ đi vào cái bước tiếp theo của con đường đường phân. Mà anh chị còn nhớ không, dù đường phân kỵ khí hay ái khí cũng vậy hết á, từ gluco 1 từ gluco sau đó phải thực hiện quá trình phosphorin hóa lần số 1 là phản ứng 1 đó. Trong đường phân mình chỉ coi lại trong phản ứng một của đường phân đó thì từ gluco thành gluco 6 phosphat, rồi gluco 6 phosphat mới đồng phân hóa thành rusto 6, rusto 6 mới gắn thêm phosphat lần 2 mới tạo thành rusto 1 6 diphosphat rồi cắt ra.
Như vậy mấy anh chị lưu ý rằng là nếu như trong quá trình hô hấp tế bào tạo năng lượng thì không không có dạ dọt gì, tế bào không có dạ dọt gì mà đi thực hiện cái quá trình chuyển gluco 6 thành gluco, rồi lại tiếp tục khi mà cần tạo năng lượng tại gluco thành gluco 6 thì tế bào không làm điều đó anh chị ha, thì tế bào sẽ không làm điều đó. À, do đó anh chị lưu ý giùm tôi là đối với cái trường hợp như vậy để anh chị nắm ha. Rồi như vậy thì anh chị lưu ý giùm tôi là đối với trường hợp mà trong quá trình hô hấp tế bào để tạo năng lượng đó thì tế bào không nhất thiết phải chuyển từ gluco 1 thành gluco 6 rồi sau đó thành gluco. Tại vì trong việc tạo năng lượng là cứ gluco 1 thành gluco 6 là ngay lập tức đi tạo năng lượng thôi. Và như vậy đó mấy anh chị, khi mà từ gluco 1 thành gluco 6 đó mấy anh chị, không cần phải có cái bước từ gluco chuyển thành gluco 6 trong đường phân á thì mình sẽ lời 1 ATP. Nên nếu mà anh chị coi lại cái lý thuyết này nè, cái này hôm trước có nói mà tại vì tôi lướt qua nhanh thôi á, là tại vì tôi chưa nói thôi, có nghĩa là mấy anh chị nhìn coi là ở đây cái hiệu quả nè. Hiệu quả về mặt năng lượng tôi quay lại chút xíu. Đây, mấy anh chị thấy không, nếu như chúng ta, người ta nói là gì, đối với hô hấp thiếu khí hay là ái khí thì cho được 38 ATP nếu như đi từ gluco. Nhưng nếu dùng từ phân tử glycogen, anh chị lưu ý nha, nếu dùng từ phân tử glycogen thì được 39 ATP chứ không phải là 38 nữa. Mà tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Thì tôi đã nói với anh chị rồi, tôi đã nói với anh chị rồi. Đó là gì anh chị? Là mới vừa nói với anh chị là nếu chúng ta sử dụng từ glycogen thì nó không cần, nó không có cái bước gì, không có cái bước là từ phân tử gluco thành gluco 6 mà đi từ gluco 6 luôn, tức là sau khi mà cắt glycogen đó anh chị, sau khi cắt glycogen thành gluco 1, gluco 1 thành gluco 6 thì đi thẳng tiếp tục là chuyển thành rusto 16 vân vân. Nói chung là lời được một bước. Mà lời được một bước thì anh chị sẽ thấy là gì anh chị, về mặt năng lượng thì chúng ta sẽ lời được 1 ATP. Thì đó là cái lý do tại sao mà người ta nói là nếu đi từ glycogen thì cái năng lượng sẽ lời đi được 1 ATP, tức là từ 38 thành 39. Thì đó là anh chị cũng lưu ý giùm tôi nha. Nếu như lấy năng lượng, lấy đường, lấy từ đường từ glycogen để tạo năng lượng thì lời thêm được 1 nó là 39, tối đa là 39 chứ không phải 38. Rồi bây giờ chúng ta qua tổng hợp glycogen là ngược lại ha, tổng hợp là ngược lại. Vậy thì ở đây đó anh chị lưu ý giùm tôi là cái quá trình tổng hợp glycogen thì diễn ra chính cũng hai nơi thôi. Đó là diễn ở ga ở gan và cơ. Tuy nhiên ở gan á có thể sử dụng từ đường gluco để tổng hợp ra cái glycogen cũng được. Hoặc là mấy anh chị lưu ý là ngoài cái chuyện đó ra thì cũng có thể là cũng có thể là đi từ các cái đường khác, tức là từ đường khác vẫn có thể tạo đường gluco, có thể tạo ra được glycogen được. Tuy nhiên ở tế bào cơ thì chỉ có duy nhất là sử dụng gluco thôi. Thì đó là anh chị lưu ý giùm tôi. Rồi. Ở đây đó anh chị, cái việc mà tổng hợp glycogen á thì đi ngược lại. Tuy nhiên nó cần có, mà cái bước của nó ngừng không phải là ngừng ở gluco 1, không có đơn thuần là cứ mình đi ngược lại đơn thuần, mà thật ra cái bước 1 là nó phải là cái bước mà gọi là tạo được UDP gluco. Anh chị lưu ý nha, người ta nói cái bước 1 là tạo được UDP gluco chứ không phải là tạo thành gluco 1. Không phải là tạo thành gluco 1 phốt phát, mấy chị lưu ý giùm tôi nha. Bước 1 là nó sẽ tạo ra UDP gluco. Bởi vì khi mà có gắn UDP gluco lên rồi thì nó mới kéo dài cái chuỗi được. Kéo dài cái chuỗi được, mấy chị lưu ý nha. Vậy thì cái bước 1 là tạo UDP gluco. Thì mấy chị nhìn đây cái sơ đồ rất là đơn giản. Ví dụ, từ gluco chuyển thành gluco 6. Và mấy chị thấy cái này nhờ cái enzyme hexokina. Nhờ enzyme hexokina và tốn năng lượng bình thường, quá trình này y như là cái nhận là nhận ATP mà nhả ra là cái này y như quá trình đường phân như đó anh chị, thực hiện phosphorin hóa lần 1 sau khi chuyển từ gluco thành gluco 6 phosphate
thì sẽ nhờ một enzyme để thực hiện đồng phân hóa từ gluco 6 phosphat thành gluco 1 phosphat. Sau khi mà gluco 6 thành gluco 1 thì một cái bước tiếp theo nữa đó là một cái UTP, mấy anh chị lưu ý UTP xét về mặt năng lượng là nó bằng với ATP nha mấy anh chị. ATP nha, cũng là năng lượng đó mấy anh chị. Vậy thì UTP này sẽ đến thay thế cho phosphat trong phân tử gluco 1 để tạo thành UDP gluco. UDP gluco. Như vậy mấy anh chị sẽ thấy là lúc này trong trường hợp này nè mấy anh chị là từ UTP mà vào UDP, như vậy tức là nó giải phóng ra một phosphat. Và một phosphat nằm trong gluco nữa, như vậy nó giải phóng ra hai phosphat nên người ta ghi là BPI, có nghĩa là hai cái phosphat vô cơ được giải phóng ra ngoài. Hai cái phosphat vô cơ được giải phóng ra ngoài. Và cái UTP chuyển thành UDP đã gắn lên được phân tử gluco. Thì cái này người ta xong gọi là cái bước đầu tiên trong cái giai đoạn tổng hợp glycogen. Nếu anh chị đó là tạo ra UDP gluco. Sau khi tổng hợp được cái UDP gluco rồi thì cái bước tiếp theo mới là cái bước tạo cái mạch thẳng dài ra, hay nói cách khác là kéo dài mạch thẳng. Kéo dài mạch thẳng. Vậy kéo mà dài mạch thẳng tức là gì? Ví dụ như ở chúng ta tưởng tượng ở đây là glycogen nó có một cái chuỗi rồi, nó có cái chuỗi rồi, thì bây giờ tiếp tục là gì mấy anh chị? Gắn vô, gắn cái gluco vô trong cái mạch chuỗi đang có. Ví dụ người ta ghi là cái phân tử glycogen này nó gồm có n phân tử gluco, có n phân tử gluco như mấy anh chị, thì bây giờ nó gắn thêm một gluco vô, tức là nối dài. Mà gắn gluco vô thì cái UDP này là giải phóng đúng không anh chị, nên người ta ghi rất rõ là UDP gluco cộng với phân tử gluco có n phân tử glycogen có n phân tử gluco, thì lúc này UDP đã được ở trạng thái tự do, không còn bắt cặp với gluco nữa. Vậy gluco đi đâu rồi? Gluco đã gắn vào cái chuỗi dài rồi, và thay vì hồi nãy nó có n phân tử gluco thì bây giờ nó đã tạo thành n cộng 1, tức là nó gắn thêm một hạt chuỗi, giống như thuần vậy đó. Mình hiểu đơn giản là đã gắn thêm một hạt chuỗi vào trong cái chuỗi của glycogen. Tuy nhiên cái chuỗi này là cái chuỗi dài, cái chuỗi dài à. Vậy thì mà mấy anh chị nhớ là glycogen nó không dài quá đâu, glycogen nó không quá 20 25 cái phân tử đường đơn đâu. Vậy thì khi nó dài quá thì chuyện gì sẽ diễn ra? Thì lúc này nó sẽ tạo mạch nhánh. Tạo mạch nhánh. Tạo mạch nhánh bằng cách gì? Nó cắt một cái liên kết 14, cắt một cái liên kết 14, sau đó nó chuyển cái nhánh qua đây gắn lên. À, như vậy thay cái chuỗi nó đang dài thì bây giờ nó cắt một đoạn và nó gắn lên cái nhánh. Như vậy thì người ta nói là gì mấy anh chị, nó đã chuyển, có nghĩa là khi khi có hơn 10 gốc gluco thì nó nối với nhau thành chuỗi dài đó, thì cái liên kết 14 nó sẽ chuyển thành cái liên kết 16 nhờ enzyme transglucosidase. Có nghĩa là chỗ này đang liên kết 14 nè. Nó cắt nó thảy qua đây, gắn lên thành cái nhánh. Thì lúc này đã người ta gọi đó là chuyển từ liên kết 14 sang 16. Là chuyển cái chỗ này nè. Ha, từ 14 qua 16. Rồi, vậy thì sau khi mà nó tạo 14 và 16, tức là nó có cái mạch chính rồi có cái mạch nhánh, thì lúc này nó còn ngắn đúng không anh chị? Thì cái việc cái enzyme tiếp theo là cái enzyme nó cứ tiếp tục nó nối dài hai cái mạch ra. Sau khi nó dài ra quá thì tiếp tục là cắt một đoạn là mạch nhánh, cứ vậy thôi anh chị, thì nó sẽ làm cho cái glycogen được hình thành. Do đó ở đây chúng ta sẽ thấy là cái việc tạo glycogen nó có 3 bước. Bước 1 là tạo thành UDP gluco. Bước 2 là kéo dài mạch thẳng, và bước 3 là tạo mạch nhánh. Thì đương nhiên sau khi tạo mạch nhánh là tiếp tục kéo dài mạch thẳng thôi. Thì đó là để anh chị nắm rõ được quá trình tổng hợp glycogen. Ở đây anh chị nhìn cái hình này. Rồi. Thì bình thường ví dụ như người ta thấy có một cái đoạn glycogen vậy. Thì khi đó đó anh chị nhờ cái enzyme glycogen synthetase, tức là cái enzyme mà thật ra thì nó phải tạo ra được gluco UDP gluco trước nha. À, UDP gluco. Thì sau đó UDP gluco mới đến đây anh chị mới thực hiện cái việc là gắn vô. Cái việc thực hiện là đây, UDP gluco được sử dụng với vai trò xúc tác của enzyme glycogen synthetase sẽ kéo dài ra đây nè, cái đoạn này là đoạn kéo dài thêm nè mấy anh chị.
khi mà nó dài rồi thì nhờ một cái enzyme gắn nhánh, đó là cái enzyme 1416 transglucosida, thì cái enzyme này nó sẽ cắt chỗ này đây, đây là đang liên kết 14 nè. Rồi sau đó đó mấy anh chị nó cắt, đây sẽ là anh chị nó cắt ở chỗ này đây, nó cắt là đang là 14 nè, nó gắn vào đây thì từ nhánh mà gắn lên mạch chính là liên kết 16, thì nó đã tạo cho cái chuỗi này nó có hai cái nhánh, một cái nhánh cũ nè cắt ra thảy xuống là một cái nhánh mới. Như vậy thì mấy anh chị lưu ý là lúc này nó sẽ tạo chuỗi thành có hai nhánh, và cứ như vậy enzyme glycogen synthetase tiếp tục kéo dài các cái nhánh ra rồi lại tạo nhánh mới. Cứ như vậy mấy anh chị thì nó sẽ tạo ra được cái glycogen với rất nhiều nhánh. Và ý nghĩa là khi mà đường huyết tăng cao thì cái gluco sẽ được chuyển thành UDP gluco, sau đó sẽ được gắn vào trong cái chuỗi của glycogen, dự trữ ở đó khi cần thiết lấy ra xài. Như vậy thì mình chị thấy là chúng ta tôi đã giới thiệu với mình chị ngắn gọn về các cái bước trong việc mà tổng hợp cũng như là thoái biến gluco. Tổng hợp và thoái biến gluco thì đó là để nói để mình chị thấy là chúng ta thấy đây là cái quá trình này diễn ra thường xuyên. Và mình chị lưu ý giùm tôi là nếu nếu như mà trong trường hợp mà một trong hai cái việc bất thường, một là việc gì, một là cái việc mà chuyển gluco thành glycogen mà bất thường, thì bất thường ở đây có nghĩa là thông thường là không làm được á, thì sẽ gây ra một cái bệnh, đó là bệnh tiểu đường. Còn nếu như trong trường hợp ngược lại là glycogen mà không thể chuyển thành gluco thì nó sẽ gây ra hiện tượng là tích lũy quá nhiều glycogen trong tế bào cơ, xin lỗi mấy chị, tế bào cơ và tế bào gan, thì kết quả cuối cùng đặc biệt là ở gan thì tế bào gan sẽ bị mất chức năng anh chị ha, bị mất chức năng, bị xơ giữa thì do tích lũy quá nhiều glycogen rồi bị tổn thương. Thì đó là những cái mà anh chị lưu ý là dù cho hai cái hoạt động này nó phải diễn ra thường xuyên và liên tục, và nếu như một cái hoạt động nào không diễn ra thì đều dẫn đến bệnh lý hết anh chị ha. Thì đó là cái lưu ý giùm tôi. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu với anh chị đó là về cái đường huyết cũng như là khái niệm về cái cơ chế điều hòa đường huyết. Cái này chúng ta đi nhanh thôi anh chị. Giới thiệu với anh chị đường huyết và cơ chế điều hòa đường huyết nhé. Rồi bây giờ trước nhất đường huyết hay đường máu thì người ta khái niệm như thế nào? Người ta khái niệm như thế nào? Thì anh chị lưu ý tôi nhắc lại nè, đường huyết không phải chỉ duy nhất đường gluco, mà đường huyết người ta khái niệm là đường khử trong máu. Anh chị nhớ giùm tôi nha, đường huyết là đường khử trong máu chứ không phải riêng riêng việc gluco. Nhưng mà khi người ta nói là đường huyết là đường khử, nhưng mà đường nào là chủ yếu hay là nó ngang nhau giữa các loại đường, thì trong đó loại đường chủ yếu có đó chính là đường gluco. Vậy anh chị lưu ý giùm tôi nha, đường huyết là đường khử nhưng trong đó cái chính vẫn là gluco. Thì mình chị phải nắm rõ nha, là cái khái niệm đường huyết là thật ra là đường khử nhưng trong đó quan trọng nhất là đường gluco, nên cứ đừng có nhầm lẫn là đường huyết chỉ có đường gluco. Không phải, đường gluco là đường huyết chủ yếu hiện diện nhiều nhất, sử dụng nhiều nhất. Vậy thì ở đây anh chị sẽ thấy là về nguồn gốc đường ở trong máu thì nó sẽ có những nguồn gốc ở đâu. Thứ nhất người ta nói đó là nguồn gốc ngoại sinh. Nguồn gốc ngoại sinh, nguồn gốc ngoại sinh tức là có nguồn gốc từ bên ngoài, có nguồn gốc từ bên ngoài. Vậy có nguồn gốc từ bên ngoài thì thường là ở đâu? Là một là trong thức ăn, chúng ta ăn uống, sau khi ăn xong thì sẽ tạo thành các phân tử đường đơn, các phân tử này sẽ được hấp thu vào trong máu làm tăng cái đường huyết lên. Hai là có thể do tiêm truyền, ví dụ trong trường hợp là hạ đường huyết người ta vẫn có thể tiêm hoặc truyền đường gluco để đảm bảo nâng cái đường huyết lên, trong trường hợp tránh tình trạng mà bị thiếu đường huyết, bị hạ đường huyết. Đó là nguồn gốc ngoại sinh anh chị ha. Một là do ăn uống là thường xuyên nhất, cái này chị hoạt động luôn diễn ra. Hai đó là tiêm truyền. Thì đó là đề cập với anh chị nguồn gốc về ngoại sinh của đường huyết. Còn về nguồn gốc nội sinh thì ở đây đường huyết này do được cắt từ glycogen. Đường huyết được hình thành do việc cắt từ glycogen. Đó là thứ nhất. Hoặc là
nha. Hoặc là có thể là do sự tân tạo đường. Sự tân tạo đường tức là gì mấy anh chị? Thực chất là các cái phân tử như là piruvat này, ha, rồi lactate này, vân vân, hoặc là một số cái sản phẩm khác của quá trình đường phân đó anh chị, thì đều có thể dùng để làm tổng hợp được phân tử gluco. Nó ngược lại anh chị ha, nên người ta gọi là tân tạo đường là vậy đó. Tân tạo đường là tạo mới đường, tạo mới đường từ cái sản phẩm của nó, thay vì đường phân tạo thành axit pyruvate mà chúng ta ghi là piruvat, thì bây giờ nó sẽ đi ngược lại để tạo thành đường. Đó. Thì đó là anh chị lưu ý. Thì đối với sự tân tạo đường cũng là một cái đường tạo ra bằng cách là nội sinh, thì đó là cái việc nguồn đường. Vậy ở một người bình thường á, thì cái hạn gluco, đường gluco trong máu đó anh chị, một người bình thường thì cái gluco trong máu là bao nhiêu thì được gọi là bình thường nè. Thì anh chị lưu ý rằng tùy người ta tính cái đơn vị, ví dụ như anh chị thấy là có những cái bệnh viện đó anh chị, người ta đưa kết quả ra, có người thì phải nói là đường phải trên đường rất là cao ha, đường lên tới 11 chấm. Có người nói đường gì dữ vậy, tôi thấy người ta ghi có 1 2 chấm mà anh ghi gì đâu mà lượng đường tới mười mấy chấm, thí dụ như vậy. Thì thật ra tùy một cái nằm cái đơn vị chúng ta sử dụng anh chị. Thì ở đây anh chị lưu ý là cái đơn vị nó có hai cái đơn vị người ta thường dùng. Một là người ta dùng đơn vị là milimol trên lít ha. Hai là người ta dùng từ đơn vị là gam trên lít. Như vậy nếu chúng ta dùng cái đơn vị là milimol trên lít thì anh chị lưu ý rằng là nếu xét theo nồng độ milimol trên lít á, thì cái người ở người bình thường đó anh chị, gluco mà bình thường đó, thì đường huyết của họ, đặc biệt đường gluco, thì thường tập trung ở mức là 4.4 đến 6.1 milimol trên lít. Nhưng nếu chuyển qua khối lượng thì bình thường thôi anh chị. Anh chị cứ tính, anh chị cứ lấy cái số mol nhân với m lớn là ra khối lượng thôi, thì nó sẽ khoảng 0.8 đến 1.1 gram trên lít. Thì đó là ở người bình thường. Như vậy chúng ta có hai thông số anh chị, à, phải là một thông số nhưng mà có hai cách biểu thể hiện anh chị ha. Một là chúng ta ghi đơn vị là milimol trên lít, hai là anh chị ghi trên gram trên lít, nên là mình phải để ý, mình phải để ý là người ta ghi cái đơn vị gì à. Rồi vậy thì ở đây chúng ta có hai hai đơn vị để dùng anh chị, hai đơn vị để dùng, đó là một là gram trên milimol trên lít, hai là gram trên lít. Thì sau khi ăn á, sau khi ăn á, thì thường người ta thấy cái lượng đường nó có thể lên là 1.2 đến 1.3 gram trên lít, 1.2 đến 1 gram. Còn khi đói thì thường nó nhỏ hơn 0.7, thay vì bên 0.8 thì đã bị nó nhỏ hơn 0.7. Thì đó là anh chị thấy là cái nồng độ gluco bình thường và với là lúc đói và lúc 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 mà khi chúng ta là mới ăn xong, thì đó là mới vừa ăn xong một chút xíu, thì đó là ba ba cái trạng thái khác nhau. Thì mình chỉ lưu ý nhưng mà chúng ta nhớ cái giá trị thông thường nha. Cái giá trị thông thường là nó sẽ tập trung từ 0.8 đến 1.1 gram trên lít, đó là giá trị thông thường của loại đường gluco gluco huyết. Rồi. Vậy thì ở đây mấy anh chị sẽ thấy là để đảm bảo được cái đường huyết, lưu ý lúc nào cũng vậy mấy anh chị, trong máu của chúng ta lượng đường huyết phải luôn được ổn định. Nếu không ổn định thì nó có nhiều triệu chứng khác nhau. Vậy thì ở đây cái cơ chế điều hòa tức là làm sao mà để được cái lượng đường huyết trong máu á, chúng ta nó ổn định, không quá cao cũng không quá thấp nha mấy anh chị, không quá cao cũng không quá thấp, để duy trì ở cái mức ổn định. Cụ thể là nó duy trì ở mức nào, là mức từ 0.8 đến 1.1 gram trên lít nha. Thì tùy trường hợp chúng ta dùng đơn vị nào. Thì ở đây mấy anh chị lưu ý rằng là tham gia vào cái cơ chế điều hòa để duy trì được cái đường huyết thì nó sẽ có liên quan tới ba cái bộ phận cấu thành. Một đó là cái hoạt động của gan, gan có liên quan đến hoạt động là duy trì đường huyết thông qua cái việc cắt glycogen hay tích lũy đó anh chị ha, tích lũy hay là giải phóng glycogen thành đường, đó là mình nói rồi, cái này nhanh thôi. Hai đó là nó liên quan đến hormone, hormone mà cái hormone chịu trách nhiệm chính chắc có lẽ là chúng ta sẽ kể đến insulin. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn những cái enzyme khác ha, những enzyme khác. Tuy nhiên thì tôi sẽ giới thiệu với anh chị một cái số cái thôi. Và thứ ba đó là liên quan đến hoạt động của thận. Thận
Bản thân của thận, anh chị lưu ý đây là một cái bào quan chuyên nhiệm vụ giải độc, và khi nào mà trong thận đó, trong thận đó, mà có cái khi mà máu qua thận đó mà cái lượng đường huyết nó cao quá thì bắt buộc thận phải đào thải ra bớt con đường tiểu. Ngược lại, nếu như trong trường hợp mà đường huyết thấp thì sẽ được tái hấp thu hoàn toàn. Tái hấp thu hoàn toàn tức là không cho cái lượng đường huyết đi ra ngoài bằng con đường nước tiểu. Vì vậy thì mình chỉ lưu ý ha, là đối với cái việc mà đối với cái việc mà liên quan đến cơ chế điều hòa của đường huyết thì nó sẽ có ba bộ phận cấu thành: một, gan; hai là thận; và thứ ba đó là hormone. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào cái phần đầu tiên, đó là cái vai trò của gan. Đối với vai trò của gan trong điều hòa đường huyết thì ở đây mấy anh chị lưu ý, bình thường hồi nãy chúng ta nói rồi, nếu như bình thường mà ăn no, mới vừa ăn no xong thì đường từ trong thức ăn, tức là đường ngoại sinh, phải sẽ vào trong máu rất là nhiều, thì khi đó đó mấy anh chị ở tại gan nó sẽ tăng cái việc là tăng cái việc gì tăng cái việc là sử dụng cái glycogen bớt đi, xin lỗi, anh chị sử dụng gluco bớt đi để làm giảm đường huyết hoặc là đưa vào trong để dự trữ, thì đó là tùy. Vậy thì ở đây các anh chị sẽ thấy là ở gan nó đã tham gia cơ chế điều hòa đường huyết như thế nào. Thì cụ thể chúng ta chia làm hai trường hợp: khi gluco huyết mà cao, anh chị ha, khi gluco huyết mà cao thì gluco huyết cao tức là cái thức ăn nó nhiều hay như thế này nào thế nào đó, thì khi mà gluco huyết cao thì anh chị sẽ thấy là cái phân tử gluco á, từ ở trong máu nó sẽ đi gluco mà tăng lên ha, thì cái việc mà gan phóng thích gluco vào máu nó sẽ giảm xuống. Anh chị lưu ý, có nghĩa là trong máu đã cao rồi thì cái việc mà cắt từ glycogen để thảy vào máu là không diễn ra. Như vậy mình chỉ lưu ý rằng là khi mà đường máu nó cao lên thì cái việc mà cắt glycogen thành gluco là bị ngừng trệ. Hai là nó sẽ tăng cái quá trình sử dụng gluco trong máu, tăng cái quá trình sử dụng gluco. Như vậy thì cái việc tăng sử dụng gluco nó có hai việc mấy anh chị: một là nó thúc đẩy cái việc hô hấp tế bào, hai đó là nó sử dụng gluco để làm tổng hợp glycogen. Và trong cái tế bào gan thì thường làm cái nhiệm vụ đó là gì? Đó là tăng sử dụng gluco bằng cách là tích chuyển gluco cất vào trong gan, cất trong glycogen, không để cho cái anh này nó ở tự do nữa. Như vậy thì mình chỉ lưu ý rằng là khi gluco mà ở trong máu cao thì nó có hai việc: một là ức chế việc tạo gluco từ glycogen, và hai là từ gluco sẽ chuyển hóa thành glycogen. Thì đó làm anh chị lưu ý rằng là tùy cái trường hợp. Rồi, đối với trường hợp khi mà gluco huyết thấp thì cái việc ngược lại đã diễn ra, đó chính là các cái phân tử glycogen thành gluco để làm tăng đường huyết lên. Rồi, gì thì anh chị lưu ý giùm tôi là ở gan ở gì chỉ vậy thôi nha anh chị nha. Rồi, hormone. Hormone. Hormone thì ở đây mấy anh chị lưu ý chúng ta sẽ liên quan đến hai nhóm enzyme. Một cái nhóm đầu tiên thì chắc chúng ta sẽ kể đến cái insulin. Insulin. Insulin này có vai trò là làm giảm đường huyết. Mấy anh chị lưu ý trong máu. Làm giảm gluco trong máu. Insulin có vai trò làm giảm gluco trong máu bằng cách nào? Một là nó tăng việc nhập gluco vào tế bào. Tức là insulin nó sẽ tác động làm thay đổi tính thấm của tế bào, làm cho cái việc hấp thụ gluco trong máu vào tế bào nhanh hơn. Đó là thứ nhất. Thứ hai là bản thân cái hormone insulin đó cảm ứng quá trình đường phân, làm tăng cái đường phân lên. Đó. Bằng cách như vậy có nghĩa là khi tăng quá trình đường phân tức là nhiều gluco sẽ được sử dụng, mà nhiều gluco được sử dụng thì
làm giảm cái lượng đường trong máu đi. Rồi đó là mình chỉ lưu ý. Rồi, ngược lại nó sẽ ức chế cái việc các cái enzyme tăng tạo đường. Như vậy cái vai trò của insulin nó làm ba việc nha anh chị. Một là đẩy gluco, ví dụ như đây là máu nè. Đây là máu, đây là tế bào gan nè. Đó, đẩy gluco từ máu vào gan. Đó là việc một. Việc thứ hai. Đó là thúc đẩy đường phân. Thúc đẩy đường phân thì cũng làm giảm lượng đường. Và thứ ba là ức chế sự tăng tạo gluco. Thì đó là ba cái ý nghĩa của insulin được dùng. Ngược lại với cái insulin thì chúng ta sẽ có những cái hormone mà nó làm tăng đường huyết, ví dụ như là adrenaline của cái tuyến thượng thận. Rồi glucagon, ACTH, TSH, SCTH. Những enzyme này đó anh chị, nó thông qua một cái chất trung gian truyền tin, đó là AMP. Những cái hormone này nó sẽ thông qua cái chất trung gian truyền tin nha anh chị, thông qua chất trung gian truyền tin đó là cái AMPV. AMPV tức là AMP vòng. Thì sau đó cái AMP vòng này nè, theo các cái cơ chế hình bậc thang giống như là cái thác nước vậy đó, thì nó sẽ làm tăng cái đường máu. Rồi, như vậy mấy anh chị lưu ý giùm tôi nha. Nói về hormone mấy anh chị, thì chúng ta sẽ có hai cái loại nhóm hormone. Đầu tiên là nó đến insulin. Insulin thì làm, đây là cái nhóm làm giảm đường huyết. Bằng cách gì? Bằng cách một là tăng cái việc thâm nhập của gluco từ máu vào tế bào, là làm giảm lượng đường trong máu nè. Hai đó là tăng đường phân, tăng quá trình đường phân thì cũng làm giảm gluco trong máu. Thứ ba đó là ức chế việc tân tạo gluco, cũng là cái cách để làm giảm gluco máu. Còn những nhóm ngược lại, adrenaline, ACTH, TSH hay là glucagon, glucagon, thì những cái enzyme này là anh chị, nó sẽ hoạt quá cái AMPV, tức là cái theo cơ chế, nói chung là anh này kích hoạt anh kia theo cái mức là bậc thang đó, thì anh này kích hoạt anh kia ha. Cứ như vậy kết quả cuối cùng nó sẽ làm cho cái enzyme cuối cùng á là một cái enzyme mà nó sẽ tăng quá trình thủy phân glycogen. Thì khi đó sẽ giải phóng vào máu. Thì mình chỉ lưu ý cái cơ chế liên quan tới hormone thì bình thường thôi. Về thận, thận cũng tham gia vào cơ chế điều hòa đường huyết cho ổn định. Vậy thận tham gia như thế nào? Thì mình chỉ lưu ý giùm tôi, nếu nha, đường huyết mà người chúng ta đo được dưới 9.5 milimol trên lít, dưới 9.5, anh chị nghe, đường huyết dưới 9.5 thì tất cả các gluco đều được tái hấp thu ở ống lượng gần, tức là không cho phát ra, tái hấp thu hết. Như vậy mình chỉ lưu ý là khi mà cái lượng đường trong máu mà dưới 9.5 thì trong trường hợp đó là tái hấp thu hết đó. Còn khi mà lượng đường gluco lớn hơn 9.5, mình chỉ lưu ý nha, lượng đường gluco lớn hơn 9.5 milimol trên lít thì cái quá trình thải chấp nhận cho bớt đi, không tái hấp thu. Tái hấp thu một phần thôi, duy trì ở mức là không quá 9.5 thì ok. Rồi, vậy là tôi đã giới thiệu được với anh chị là về cái ba cái yếu tố cấu thành tham gia vào trong cái việc là điều hòa đường huyết. Rồi anh chị đợi tôi uống miếng nước em chị nha, 2 phút ha. Chị đợi tôi 2 phút với anh chị. Dạ, thầy nghĩ đi thầy.
Rồi, ok, cảm ơn chị. Mất tiếng rồi thầy ơi. Thầy nghỉ xíu bạn ơi. Thử, trong đó đặc biệt đường gluco thì tham gia vào điều hòa đường huyết thì chúng ta có ba cái nhóm. Một đó là đối với gan, hai là thận và ba là hormone. Gan tham gia bằng cách nào? Gan tham gia bằng cách là khi mà đường huyết cao thì đường để làm giảm đường huyết thì giảm tạm thời á, thì bằng cách là đẩy cái đường trong trong huyết vào trong gan để chuyển thành glycogen và ngược lại anh chị ha, và ngược lại thì đó là cái tham gia của gan. Còn hormone thì có hai nhóm, cái nhóm mà làm giảm đường huyết là phải nói là insulin, thì nếu thiếu cái này là bị đường làm bị tiểu đường đó anh chị. Bởi vì thiếu này tiểu đường là tại sao? Tại có nghĩa là không có insulin, mà không có insulin thì không có đẩy đường từ máu vào trong tế bào gan, rồi không tăng, không kích thích được cái việc đường phân, rồi không ức chế được quá trình tăng tạo đường. Kết quả cuối cùng là gì? Kết quả cuối cùng là cái đường trong máu nó cao quá, bởi vì không có insulin thì khi đó bắt buộc phải đào thải bớt. Tại sao? Tại vì khi mà lượng đường trong máu mà lớn hơn 9,5 mmol thì bắt buộc phải có việc đào thải bớt, anh chị, không để nó vậy, không để cho nó quá lớn hơn quá cao. Có nghĩa là khi mà nó cao quá, cứ thấy cao quá là nó phải đào thải bớt. Thì đó là cái trường hợp như vậy, nên là lúc đó trong nước tiểu chúng ta sẽ có những cái sản phẩm liên quan tới đường, nên người ta gọi là tiểu đường. Còn trường hợp mà những cái hormone làm tăng đường huyết như là adrenaline, glucagon á, thì những cái enzyme này nó liên quan tới cái việc là gì? Là nó hoạt hóa. À, cái cuối cùng của nó là gì? Cuối cùng của nó là kích thích cái việc các cái enzyme glucosida cắt cái việc mà glycogen thành gluco các chị, thì lúc đó đó nó làm tăng cái đường huyết lên, thì cái nhóm đó là nhóm làm tăng đường huyết. Còn thận thì làm cái việc rất đơn giản, cao quá thì cho bớt ra con đường nước tiểu, còn thấp thì tái hấp thu hết, không giờ không không để cho ra ngoài, vậy thôi. Cơ chế của thận đơn giản vậy. Rồi, đây là một cái hình để anh chị thấy cái cơ chế điều hòa đường huyết liên quan đến hoạt động của những cái anh mà thuộc nhóm làm tăng đường huyết mới vừa nói hồi nãy, đi theo cái con đường bậc thang đó, là chúng ta có adrenaline, glucagon, là ACTH, SDHA, ATSH. Những anh này đó anh chị thì nó sẽ kích hoạt một cái enzyme, đó là cái enzyme adenosyl, thì cái enzyme này nó sẽ chuyển cái ATP chuyển thành AMPV, thì cái AMPV là AMP vòng. AMP vòng, cái anh AMP vòng này là nó mới kích hoạt cái anh kina không hoạt động thành hoạt động. Đến lượt kina nó hoạt động xong rồi thì nó lại kích hoạt cái anh enzyme phosphorylation lactate từ không hoạt động chuyển thành hoạt động. Rồi sau đó cái enzyme phosphor lactate này nè, nó mới giúp chuyển phosphorylation loại B chuyển thành phosphorylation loại A. Loại A này mấy chị quen thuộc quá đúng không?
Loại A này chính là làm gì? Là cắt glycogen thành gluco một đó. Cái này mình coi là cái enzyme, ba enzyme phối hợp với nhau đó, là enzyme phosphorylase loại A, enzyme chuyển nhánh, enzyme cắt nhánh đó. Đó là ba cái enzyme mà tham gia vào trong cái việc mà chuyển glycogen thành gluco một đó. Mình chỉ coi lại ha, đó là cái bước một trong quá trình là thoái hóa glycogen đó. Rồi sau đó mới đồng phân hóa thành gluco sáu. Gluco 1 đang phân hóa thành gluco 6, gluco 6 cắt bỏ phosphat thành gluco. Đó, hiện cơ chế đi như vậy thì mình chỉ thấy người ta nói là đi theo cơ chế bậc thang, tức là anh này kích hoạt anh kế tiếp ha. Anh phía trên thì kích hoạt anh kế tiếp, anh kế tiếp kích hoạt anh kế tiếp nữa, cứ như vậy người ta gọi là đi theo bước bậc thang. Đây. Thì có những trường hợp nó sẽ bị rối loạn chuyển hóa đường huyết, và trong đó có cái bệnh lý là bệnh tiểu đường. Vậy thì khi nào người ta gọi nó thật ra đó anh chị, không phải cứ đường huyết lên cao là cứ đo đường huyết mà chúng ta thấy lên cao mà chúng ta kết luận ngay lập tức người đó bị tiểu đường, không phải lúc nào cũng vậy, mà nó phải tùy cái thông số cụ thể và chúng ta phải tính toán được. Như vậy thì tùy trường hợp, nhưng mà chúng ta phải tính toán được và chúng ta phải đo được. Vậy thì những cái mốc nào, những cái mốc chính nào mà chúng ta sẽ biết được đó là cái việc là người đó có bị rối loạn dung nạp đường huyết, hay người đó chỉ là bình thường thôi, hay là họ là bị tiểu đường. Thì ở đây sẽ có một cái liệu pháp mà chúng ta sẽ xét nghiệm trước khi ăn và sau khi ăn. Thì lúc đói và sau khi ăn đó, để chúng ta đánh giá chính xác được cái việc có phải là rối loạn dung nạp đường huyết hay là bị tiểu đường hay không. Thì thường người ta sẽ xét nghiệm vào ít nhất là hai thời điểm. Ít nhất là hai thời điểm. Cái thời điểm đó là chưa ăn và cái thời điểm mà ăn 1 giờ rồi hoặc là 2 giờ tùy trường hợp. Do đó anh chị lưu ý là khi chúng ta muốn xét nghiệm tiểu đường á, mà anh chị mới vừa ăn cơm hỏi vô bác sĩ hỏi chứ mình là ăn sáng chưa? Dạ em ăn sáng rồi, mới ăn rồi no lắm. An tâm đi bác sĩ, em có sức khỏe rồi, ăn no em có sức khỏe rồi, thì anh chị cứ vô vậy nói vậy là thôi anh chị đi về. Tại thực tế là chúng ta muốn xét nghiệm tiểu đường thì chúng ta phải để bụng đói rồi sau đó chúng ta mới ăn rồi chúng ta mới xét nghiệm lại nếu như cần thiết. Tại sao tôi nói nếu như cần thiết? Bởi vì có những trường hợp sau khi xét nghiệm một lần khi đói mà thấy cái lượng đường nó quá cao thì coi như người ta kết luận là tiểu đường luôn. Nhưng có những trường hợp là nó nằm trong một cái mức độ nhất định và bắt buộc phải xét nghiệm lần hai. Thì cụ thể như thế nào thì bây giờ sẽ giới thiệu với anh chị về cái bệnh rối loạn chuyển hóa glucid, tức là trong đó thì đề cập với anh chị chủ yếu là bệnh đái tháo đường hay còn gọi là bệnh tiểu đường. Thì về nói chung đây là cái bệnh này rất quen thuộc đúng không? Đây là một cái bệnh mà người ta khái niệm đây là gì? Là cái bệnh rối loạn chuyển hóa đường. Và hay còn gọi là tiểu đường hay là đái tháo đường. Thì cái biểu hiện của anh này chính là gì anh chị? Đó chính là cái việc là tăng mạng tính gluco trong máu. Anh chị lưu ý chúng ta nghe cái từ tăng mạng tính. Mạng tính tức là nó đã diễn ra lâu rồi và ảnh hưởng rất sâu sắc rồi, thay đổi một cách cục diện kể cả về cấu trúc luôn, chứ không có phải là tăng đơn thuần, không phải là tăng một lần, tăng ngẫu nhiên, tăng một cách đột ngột, mà là tăng mạng tính. Tăng mạng tính như vậy có nghĩa là cái việc này nó đã tăng mạng tính, có nghĩa là nó đã liên quan đến cái việc thay đổi rất sâu sắc về cấu trúc, đặc biệt là nó liên quan đến các thành phần ở trong cơ thể, mà hay nói cách khác là liên quan đến cái việc là hoạt động của các enzyme, của các hormone, đặc biệt đó là insulin. Và ở đây anh chị sẽ thấy là nó làm tăng mạng tính ha. Mạng tính, tôi nhắc lại là mạng tính là nó đã liên quan tới sự thay đổi cấu trúc ở bên trong rồi. Và lúc này các cái rối loạn này nè, nó thường kết hợp với cái việc là về cái liên quan tới cái tác dụng, đó là cái việc tiết insulin. Tiết insulin. Hay nói cách khác là khi nói đến tiểu đường thì người ta hay đề cập tới cái việc là gì mất chị? Là cái việc đó là tăng mạng tính gluco và liên quan một cách tuyệt đối hoặc là tương đối với cái việc tiết insulin. Vậy thì cái dấu hiệu cận lâm sàng của cái người cận lâm sàng, tức là làm xét nghiệm á, thì cái dấu hiệu cận lâm sàng của những người bị đường huyết đó là bị tiểu đường, đó là gì? Là gluco máu nó tăng lên. Gluco máu tăng lên. Và thứ hai đó là xuất hiện cái gluco niệu. Gluco niệu. Gluco máu tăng hơn so với mức bình thường và xuất hiện gluco niệu. Gluco niệu có là gluco trong nước tiểu. Vậy xét nghiệm nước tiểu mà thấy có máu thì có nghĩa xét nghiệm nước tiểu mà thấy có đường, tức là người ta gọi là gluco niệu. Vậy thì dấu hiệu cận lâm sàng để xét nghiệm đối với những người bị tiểu đường đó là gluco máu tăng hơn mức bình thường, thứ hai là xuất hiện gluco niệu.
đó là dấu hiệu cận lâm sàng. Còn những cái đặc điểm lâm sàng của một người bị tiểu đường, đúng không anh chị, thì chúng ta rất quen thuộc, đó là cái triệu chứng bốn nhiều anh chị ha. Cái triệu chứng bốn nhiều bao gồm có là gì? Ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều và gầy nhiều. Như vậy thì ở đây mấy anh chị lưu ý rằng là chúng ta sẽ có triệu chứng bốn nhiều ha: ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều và gầy nhiều. Đó là bốn cái triệu chứng lâm sàng của người bị tiểu đường. Nguyên nhân là do cái việc thiếu insulin. Và lúc này đó mấy anh chị thì cái đường máu lúc nào nó cũng lớn hơn, cũng tăng cao hết và cao hơn mức cân bằng. Thì đó là những cái mà mình chỉ thấy là cái dấu hiệu lâm sàng cũng như là cận lâm sàng và khái niệm về cái rối loạn chuyển hóa logic. Ở đây cái cơ chế sinh bệnh chúng ta giải thích, cái cơ chế gọi đó là, thứ nhất chúng ta giải thích được cái việc đó là triệu chứng lâm sàng của tiểu đường, đó là bốn cái nhiều: ăn nhiều, uống nhiều và tiểu nhiều. Tại sao như vậy? Thì tất cả nó đi theo cái nguyên nhân sinh bệnh hết mấy anh chị à, tất cả đều đi theo cái nguyên nhân sinh bệnh hết à. Như vậy thì thật ra ở những người bị thiếu insulin à, những người bị thiếu insulin thì mấy anh chị lưu ý là hồi nãy chúng ta mới vừa nói insulin có vai trò gì. Một là insulin thúc đẩy đường phân, hai là insulin cản cái quá trình tân tạo đường, và đặc biệt nhất là insulin tăng việc tăng tính thấm gluco vào tế bào, mà cụ thể là vào đâu? Là vào gan, vào cơ. Anh chị lưu ý nha. Như vậy có nghĩa là insulin cái vai trò của ảnh là gì anh chị? Là bình thường là ảnh giúp tăng đẩy cái đường vào trong tế bào, mà từ đâu vào? Từ máu. Như vậy nên anh chị coi lại cái chỗ này nè, đó, chúng ta coi lại cái chỗ này, chính là vai trò của insulin. Đó là tăng thâm nhập gluco vào tế bào. Mà tăng thâm nhập là từ đâu? Là từ máu. Từ máu. Vào tế bào là tế bào gì? Đó là tế bào gan và tế bào cơ. Như vậy thì mấy chị sẽ lưu ý giùm tôi là đối với trường hợp mà cái vai trò của insulin là giúp chính, nó thật ra có nhiều, nó có cái ba vai trò, nhưng trong đó cái vai trò mà mình thấy nó thường trực á là nó làm tăng, nó thúc đẩy cái việc gluco từ máu vào tế bào, cụ thể là tế bào gan và tế bào cơ. Nhưng khi thiếu insulin thì cái việc mà gluco vào tế bào sẽ bị suy giảm. À, thiếu insulin thì cái việc xâm nhập của gluco vào tế bào nó bị suy giảm. Vậy nó sẽ có hai cái trường phái diễn ra. Một cái thứ nhất là vì vì trong máu không đẩy vào tế bào được, lúc này dẫn đến tình trạng là gluco trong máu thì tăng. À, mình chỉ lưu ý nha. Khi mà không đẩy đường từ máu vào tế bào được thì trong máu nó sẽ có nhiều gluco. Thì cái trường hợp này là về cái đặc điểm ở bên máu á, thì gluco nó sẽ tăng, nhưng ở bên trong tế bào thì lại thiếu gluco. Bên trong tế bào thì lại thiếu, bởi vì nó nằm ở ngoài máu, nó không chịu đẩy vô tế bào, nên ở ngoài, ở máu á, thì thừa, nhưng mà trong tế bào thì thiếu à, bởi vì nó không đẩy vào. Vậy thì trong cái trường hợp mà khi máu mà thừa tế bào à, xin lỗi anh chị, trong máu mà thừa gluco, thì khi mà thừa gluco thì nãy chúng ta nói rồi, nếu mà nồng độ của đường trong máu mà lớn hơn 9,5 mmol trên lít thì bắt buộc phải đào thải bớt qua thận. Mà bài thả bài bài niệu, người ta gọi là bài niệu thẩm thấu đó, tức là bài bài nước tiểu bớt qua thận, thì lúc đó nó sẽ làm cho cái việc là gì mấy anh chị, là nước tiểu nó sẽ nhiều. Mà nước tiểu nó nhiều tức là ra cái triệu chứng đầu tiên là đái nhiều hay là tiểu nhiều ha. Vậy đó chúng ta sẽ thấy là một trong những cái triệu chứng lâm sàng, đây là một cái đặc điểm lâm sàng ha, đặc điểm lâm sàng là tiểu nhiều. Khi mà tiểu nhiều thì trong máu chúng ta sẽ bị mất nước, cơ thể chúng ta bị mất nước, bị thiếu nước. Thiếu nước thì nó sẽ gây cái cảm cảm giác là chúng ta là bị khát nước. Bị khát nước thì chúng ta phải uống thôi, uống để bù lại. Thì một cái triệu chứng lâm sàng tiếp theo bị xuất hiện đó chính là uống nhiều. Ha. Như vậy thì chúng ta sẽ có là đi tiểu nhiều thì sẽ khát nước, và khi đó sẽ uống nhiều. Ở bên trong, đây là mình nói trong máu thôi, là liên quan tới trong máu. Ở bên trong tế bào thì thiếu gluco. Mà thiếu gluco, mà hôm trước chúng ta học rồi, gluco là cái nguồn năng lượng chính, chủ yếu để dùng để tạo ra năng lượng cho tế bào hoạt động. Vậy bây giờ trong tế bào không có gluco thì sao? Lấy cái khác.
như vậy thiếu năng lượng từ glucose nên phải lấy cái khác, ví dụ như lấy cái gì, lấy protein, lấy lipid. Nên người ta thấy rằng là trong tế bào nó sẽ dẫn đến cái việc đó là tăng thoái hóa glucose, tăng thoái hóa lipid, tăng thoái hóa protein. Tức là lipid là mỡ, còn protein là cơ. Chỉ tăng thoái hóa lipid tức là làm giảm mỡ đi. Nên mấy anh chị sẽ thấy là gì đây, là nó sẽ thoái hóa bớt các cái sản, thoái hóa bớt các cái chất, có nghĩa là lấy ra xài đó. Nó cách khác là bình thường là nó dư, mỡ nó dư thì bây giờ không còn, không để cho nó dư nữa, lấy ra xài hết. Rồi tương tự lấy xài không hết thì sao, lấy xài hết mỡ thì sao, anh chị xài luôn tới đạm, xài luôn tới cơ. Nên người ta sẽ càng càng cái cơ, người ta sẽ giảm xuống cơ, cái bó cơ thay hồi cơ bớt cơ nó lớn thì bây giờ ít đi, thì lúc này anh chị sẽ thấy người ta ốm, người ta gọi là gầy nhiều. Gầy nhiều. Và gầy nhiều thì nó ngộ lắm anh chị. Khi mà cơ thể chúng ta bị thoái hóa nhiều thành phần trong tế bào thì tín hiệu tế bào nó báo về trung ương thần kinh là hiện tại tế bào đang bị đói. Có nghĩa là tế bào thiếu các chất. Thì khi thiếu thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bắt buộc phải làm gì anh chị? Phải kích thích về trung ương thần kinh là có cái tín hiệu là muốn ăn. Ăn thì nhiều thiệt. Nhưng ăn rồi vào đâu thôi? Vào máu. Trong tế bào có không? Không. Tế bào vẫn bị thiếu. Mà tế bào thiếu thì sao? Thiếu thì thoái hóa tiếp tục. Thoái hóa tiếp tục thì nó gây gầy. Và nó gây ra cái hiệu ứng là muốn ăn. Cứ như vậy đó anh chị. Thì ăn nhiều và uống nhiều cũng chính là hai cái triệu chứng lâm sàng nữa. Do đó chúng ta sẽ có là tiểu nhiều, uống nhiều, gầy nhiều và ăn nhiều. Và khi mà cái trường hợp mà thoái hóa các chất cũng như là tăng cái đào tiết các cái đường qua nước tiểu thì người ta gọi là đường niệu, nó có cetone niệu, nó có như vậy thì anh chị thấy là lúc này cơ thể nó sẽ bị nhiễm cái axit, và nhiễm axit thì nhiều cái enzyme, nhiều hoạt động cơ thể sẽ bị liên quan. Thì ở đây phần này chúng ta không phân tích sâu thêm. Vậy thì anh chị lưu ý, tôi đã giới thiệu với anh chị, giải thích với anh chị về cái cơ chế bốn nhiều ha, về cái cơ chế bốn nhiều rồi. Vậy thì bây giờ làm sao, cái này khỏi mình chị, cái này nói rồi, không cần nói nữa. Làm sao chúng ta phải biết được cái người đó có bị đường tiểu đường hay không? Thì chúng ta sẽ đi theo cái phương pháp xét nghiệm cái dung nạp đường huyết của Tổ chức Y tế Thế giới đã xác định. Thì ở đây chủ yếu là khi xét nghiệm anh chị ha, thì ở đây chúng ta sẽ xét nghiệm là một số cái nè, chỉ định. Thứ nhất là chúng ta sẽ xét nghiệm lúc đói, và chúng ta xét nghiệm cái lúc mà bất kỳ, tức là cái lúc sau khi đói, sau khi ăn. Rồi ngoài thứ hai là chúng ta phải xét, trong cần trường hợp cần thiết có thể là xét nghiệm cái glucose niệu ha, glucose niệu. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có là tùy thì chúng ta sẽ có cái trường hợp chúng ta xét. Thì ví dụ như chúng ta lấy máu xét nghiệm đi, thì thường là chúng ta sẽ lấy vào buổi sáng ha, buổi sáng ha. Thì lấy buổi sáng thì chúng ta, nhưng mà lấy lúc nào thì chúng ta sẽ lấy vào hai thời điểm, là cái lúc trước khi uống glucose và sau khi uống glucose. Thì mấy anh chị sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái này gọi là trước và sau nè, để chúng ta xét nghiệm nè. Thì tùy cái kết quả người ta sẽ kết luận, nếu như cái trường hợp mà đường huyết rơi vào trường hợp nào thì gọi là rối loạn, trường hợp nào được gọi là đái tháo đường, còn cái nào là bình thường. Thì mấy anh chị qua cái bảng này cho nhanh, tôi dùng cái bảng này để tôi giới thiệu với mấy anh chị. Nếu một người là bình thường, nếu một người dung nạp đường huyết bình thường thì khi đói thì cái lượng đường huyết trong máu của họ thường không vượt mức 6.4. Ha, không vượt 6.4. Nếu như uống nước đường xong sau 1 giờ thì nó cũng không quá 10.3 mmol trên lít, và sau 2 giờ thì nó giảm xuống. Như vậy có nghĩa là càng về sau thì nó sẽ càng giảm xuống. Đương nhiên là không quá dưới 4.4. Thì trong trường hợp như vậy thì anh chị sẽ thấy là những cái người như vậy gọi là dung nạp đường huyết bình thường. Nhưng nếu như khi xét nghiệm mà nó lớn hơn 6.4, lớn hơn 6.4 mà đặc biệt là chưa có quá 11.1,
anh chị ha, chưa có quá 11.1. Thì trong trường hợp như vậy thì nó lớn hơn 6,4 nha. Thì trong trường hợp như vậy là người ta đã nghi ngờ rồi, người ta đã nghi ngờ rồi. Thì người ta còn nếu như mà nó trên 11.1 luôn, khi đói mà trên 11.1 luôn, thì điều đó có nghĩa là người đó bị tiểu đường rồi. À. Còn nếu như trong trường hợp mà nó trên 10, trên 7, trên 6,4, đặc biệt là trên 6,8, thì bắt buộc người ta phải xét cái bước tiếp theo. Đó là người ta đo thêm cái lần sau khi uống đường huyết. Và nếu như sau khi uống mà nó vẫn duy trì dưới mức 11.1, dưới mức 11.1, thì có nghĩa là ổn, là ok. À, là ok. Thì trong trường hợp như vậy thì anh chị sẽ thấy là cái người đó người ta chỉ kết luận là bị rối loạn đường huyết thôi. À. Còn cái người nào mà khi mà đói mà trên 11, đói mà trên 11 thì chắc chắn là tiểu đường. Còn nếu như cái người nào mà khi đói là trên 7,8 nhưng rồi xét nghiệm lần sau khi uống đường mà vẫn trên 11 thì người đó cũng là cái nguy cơ bị tiểu đường. Như vậy thì anh chị lưu ý là cái trường hợp như vậy nên người ta phải xét nghiệm, là nếu mà thường mấy người bị tiểu đường thật sự thì người ta chỉ cần xét nghiệm lúc đói thôi anh chị, người ta thấy trên 11.1 mmol trên lít là người ta hiểu, không cần làm nữa. À, thì có đi chăng nữa thì người ta làm luôn cái lưu cô niệu thôi. À, thì thấy lưu cô niệu cũng tăng, người ta kết luận tiểu đường thôi. Thì đó là anh chị lưu ý rằng đây là cái phương pháp xét nghiệm dung nạp đường huyết, xét nghiệm khi đói. Khi đói không được, nếu mà còn thấy nghi ngờ là giữa cái mức rối loạn với cái mức là bị tiểu đường á thì người ta mới làm bước tiếp theo, còn không thôi. Nếu mà chắc chắn bị tiểu đường rồi, là trên 11.1 khi đó rồi, thì người ta đã biết đó là bị tiểu đường rồi ha. Rồi vậy thì anh chị sẽ thấy là thì trong cái liệu pháp thì ở đây chúng ta sẽ có cái liệu pháp để xét nghiệm được cái lượng đường trong máu, đặc biệt là khi đói là phải làm. Đây là trường hợp chỉ định. À, còn trường hợp nếu mà trường hợp đã chắc chắn rồi thì thôi, còn không chắc chắn thì phải làm thêm cái bước tiếp theo là thử cái khả năng dung nạp, tức là sau khi uống 1 giờ hoặc là 2 giờ thì chúng ta phải phải đo lần nữa. Thì đó là để mình chị lưu ý là chúng ta nắm về cái cơ chế, cái để người ta xác định được cái đái tháo đường. Rồi cái này khỏi, như vậy là coi như là cái phần về bài chuyển hóa glucid liên quan, và có một cái bệnh liên quan tới chuyển hóa, đó là bệnh đái tháo đường hay là tiểu đường, thì tôi đã giới thiệu với anh chị rồi. Bây giờ chúng ta đi qua một cái bài mới. Chúng ta đi qua một cái nội dung mới. Hồi nãy tôi có nói với anh chị là trong cái trường hợp mà khi dịch cơ thể chúng ta bị axit hóa hay là bị kiềm hóa, mà đặc biệt giống như nãy chúng ta nói tiểu đường đó, nó liên quan đến cái việc axit hóa, thì khi axit hóa thì nó sẽ ảnh hưởng lên hàng loạt cái phản ứng của cơ thể. Vậy thì ảnh hưởng lên hàng loạt cái phản ứng của cơ thể, những cái hoạt động sinh lý của cơ thể, thì thật ra đó là nó liên quan đến hoạt động của các cái enzyme, của các enzyme. À, vậy đó để anh chị lưu ý là do đó là tôi sẽ giới thiệu với anh chị về cái enzyme và cái hoạt động xúc tác sinh học của enzyme, thì tôi sẽ nói nhanh với anh chị cái nội dung bài hôm nay. À, rồi vậy thì về cái enzyme ở đây thì tôi sẽ nói nhanh với anh chị enzyme là gì. À, rồi tên gọi enzyme thì thôi chắc có lẽ tôi cũng lướt qua nhanh thôi, quan trọng là cái cấu trúc cơ chế hoạt động và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của enzyme thôi. Vậy enzyme là gì? Thì mấy anh chị lưu ý, enzyme anh chị nhớ giùm tôi, đây là một chất xúc tác sinh học. Đây là một chất xúc tác sinh học. À, khi nói đến enzyme là người ta nghĩ đến việc xúc tác, nhưng nó khác với những cái xúc tác thông thường. À, ví dụ như những cái xúc tác khác đó mấy anh chị, thì cái bản chất nó không phải là protein, mà chất xúc tác khác nó là những chất vô cơ. Ví dụ như là chẳng hạn như là phản ứng mà cộng hydro vào trong một cái liên kết đôi đó, thì chất xúc tác là có niken chẳng hạn. Thì ở đây không phải là niken, không phải là một chất vô cơ mà nó là một chất hữu cơ. Mà chất hữu cơ là protein thì lại do tế bào tổng hợp ra. Do tế bào tổng hợp ra. À, do đó anh chị lưu ý giùm tôi là chúng ta sẽ có cái enzyme là một chất xúc tác sinh học nha, enzyme là một chất xúc tác sinh học và bản chất của nó là do cái tế bào tạo ra. Nhưng cái chất xúc tác sinh học này nó có một cái điều lạ, một số điểm lạ là gì? Thứ nhất là cái chất xúc tác sinh học này nè mấy anh chị, là nó diễn ra trong điều kiện cơ thể hết sức bình thường, không cần phải khắt khe. Ví dụ như niken muốn xúc tác cho phản ứng nó tốt á, thì cộng hydro vào trong chất hữu cơ á,
thì bắt buộc phải có nung nhiệt độ chẳng hạn, tức là chúng ta phải nâng cái điều kiện nó khác mức bình thường thì phản ứng mới diễn ra được. Như vậy đó là đối với trường hợp chất xúc tác không phải là enzyme. Nhưng enzyme ở đây đó anh chị, nó chỉ cần xúc tác cho một cái điều phản ứng rất là bình thường thôi. Có nghĩa là điều kiện cơ thể không cần quá nóng, không cần quá lạnh gì đó, có nghĩa là nó có hết sức là bình thường. Nên người ta nói là nó diễn ra trong cái điều kiện sinh lý bình thường. Diễn ra rất nhanh, rất hiệu quả trong cái điều kiện sinh lý bình thường. Và một cái điều đặc biệt nữa, đó là nó không bị biến đổi sau phản ứng. Không bị biến đổi sau phản ứng. Enzyme nó giống như con thuyền vậy, giống như con thuyền đưa một người, nhóm người qua sông, sau đó cái con đò nó quay lại rước người khác, không bị biến đổi sau phản ứng, không bị biến đổi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, không giống với chất xúc tác khác. Ví dụ tôi quay lại cái niken luôn, để tôi lấy một cái ví dụ cho nó dễ rõ. Ví dụ niken mà xúc tác hydro cộng vào trong liên kết đôi của chất hữu cơ, thì sau khi nung nhiệt độ xong niken xúc tác, nhưng sau đó niken sẽ bị chuyển hóa thành niken oxit, tức là niken không còn là niken nữa. Như vậy là niken đã bị biến đổi sau phản ứng. Trong khi đó với enzyme là không bị biến đổi nha anh chị, enzyme không bị biến đổi trong phản ứng. Thì đó là một cái điều rất đặc biệt, một số điều rất đặc biệt của enzyme. Enzyme là chất xúc tác do tế bào tạo ra, thì nó bị kiểm soát bởi tế bào. Nó là bị kiểm soát bởi tế bào. Rồi phản ứng trong điều kiện rất nhanh, xúc tác rất nhanh trong điều kiện hết sức bình thường và không bị biến đổi sau phản ứng. Đây là những cái điều đặc biệt về enzyme. Thì đó là mình chỉ lưu ý. Vậy thì về enzyme á, thì ngoài cái việc mà nó làm xúc tác phản ứng nhanh, thì enzyme có vai trò làm giảm năng lượng hoạt hóa. Vậy như thế nào là năng lượng hoạt hóa mà enzyme nó làm giảm? Vậy thì anh chị lưu ý, chúng ta có một cái khái niệm về năng lượng hoạt hóa nữa. Vậy năng lượng hoạt hóa là gì? Năng lượng khi mà gọi là năng lượng hoạt hóa, tức là năng lượng dùng để kích hoạt cái hệ thống hoạt động. Hay nói cách khác là một cái phản ứng nào cũng giống vậy, nó muốn hoạt động được, nó muốn xúc tác, mà muốn diễn ra được, thì cần phải cung cấp cho nó năng lượng thì nó mới hoạt động. Vậy năng lượng hoạt hóa là năng lượng mà cung cấp cho cái hệ phản ứng đó sẵn sàng ở trạng thái hoạt động thì người ta gọi là năng lượng hoạt hóa. Và đối với cái enzyme đó anh chị, thì nó sẽ làm giảm năng lượng hoạt hóa này. Chút xíu tôi sẽ nói rõ với anh chị. Như vậy từ cái khái niệm, chúng ta sẽ có một số cái đặc điểm của enzyme. Chúng ta nói lại một số đặc điểm của enzyme nha anh chị. Thứ nhất là mình nói về đặc điểm xúc tác của enzyme. Thứ nhất là làm giảm năng lượng hoạt hóa, không làm đổi chiều của phản ứng. Trong phản ứng thuật nghịch thì enzyme sẽ đi đến phản ứng cân bằng. Như vậy thì anh chị lưu ý là cái đặc điểm của enzyme thì xúc tác anh chị, thứ nhất đó là làm giảm năng lượng hoạt hóa, không làm thay đổi chiều phản ứng nha, và xúc tác phản ứng thuật nghịch là đạt tới trạng thái cân bằng. Thì đó là những cái ý mà anh chị nhớ về đặc điểm xúc tác của enzyme. Về cái đặc điểm xúc tác thì ngoài những cái việc mà giảm năng lượng hoạt hóa, ngoài cái việc mà nó xúc tác phản ứng đến chiều đều cân bằng, thì enzyme nó còn có mang tính đặc hiệu nữa. Enzyme xúc tác mang tính đặc hiệu. Hiệu quả cao thì nói rồi, nhưng mà mang tính đặc hiệu. Đặc hiệu là sao? Đặc hiệu có nghĩa là mỗi enzyme chỉ xúc tác được một cơ chất thôi. Cơ chất là nguyên liệu đó anh chị, mà cái bị xúc tác đó, cái bị biến đổi đó thì người ta gọi là cơ chất. Như vậy mỗi enzyme chỉ xúc tác thường trên một hoặc một số cơ chất thôi. Thì cái đó người ta gọi là đặc hiệu. Ví dụ như urea chỉ thủy phân được ure, không thủy phân được anh khác. Chỉ thủy phân đúng được ure thì người ta gọi đó là đặc hiệu. Đặc hiệu nó có nhiều kiểu đặc hiệu. Đặc hiệu thứ nhất là đặc hiệu về cơ chất. Đặc hiệu về cơ chất tôi mới vừa nói với anh chị đó là urea chỉ thủy phân ure, thì cái đó người ta gọi là đặc hiệu tuyệt đối. Còn đặc hiệu tương đối là ví dụ như đặc hiệu nhóm, chẳng hạn giống như anh chị còn nhớ hồi nãy cái enzyme là phosphorin la loại A đó. Phosphorin la loại A là nó cứ cắt liên kết 1,4 là được, cứ chỗ nào 1,4 là nó cắt được thôi, nguyên một cái chuỗi dài cắt. Hoặc là giống như là cái enzyme glucosida đó, là nó phân giải đường cùng chiểu liên kết là được, thể 1,4 giống nhau hoặc 1,6 giống nhau là đều cắt được. Nên cái đó người ta gọi đó là đặc hiệu cơ chất một cách tương đối. Còn tuyệt đối là đúng một anh duy nhất thôi. Thì đó là anh chị lưu ý là chúng ta sẽ có cái việc đặc hiệu cơ chất, thì nó có hai kiểu đặc hiệu cơ chất, tương đối và tuyệt đối. Rồi đặc hiệu về không gian. Đặc hiệu về không gian còn giữ đó anh chị. Đây là một cái kiểu mà rất là chặt chẽ. Có nghĩa là
giống như anh thuận tay trái anh thuận tay phải gì đó, ăn cơm chỉ được ăn cơm bằng tay trái thôi chứ tay phải là không được, và ngược lại. Như vậy thì đặc hiệu về cơ chất đó anh chị, thì ở đây nó đặc hiệu rất chặt chẽ về không gian. Nếu như cũng là cái axit amin đó, cũng là một cái axit amin đó mà nó thủy phân, enzyme nó cắt được, nhưng mà nó cắt dạng L thì nó không cắt được dạng D, mà nó cắt được dạng D thì nó không cắt được dạng L, thì tức là giống như là anh chị còn nhớ là D là quay trái quay phải đó. Do đó là trong trường hợp như vậy thì khi mà nó đã cắt được một dạng này thì không cắt được dạng kia, dù cùng một chất đó ha, dù cùng một chất đó. Do đó anh chị lưu ý giùm tôi là đối với trường hợp đặc hiệu về không gian á, là một cái đặc hiệu rất chặt chẽ, nó kiểm soát chặt chẽ lắm. Muốn làm được điều này thì phải đúng về không gian. Và anh chị lưu ý những enzyme nào mà đặc hiệu về không gian đó anh chị, là cần phải được đưa vào trong cái điều kiện rất chặt chẽ. Nếu điều kiện không phù hợp là ngay lập tức enzyme không làm việc được nha. Enzyme trong nằm trong điều kiện không phù hợp là enzyme không hoạt động được. Thì đó là anh chị lưu ý giùm tôi là cái đặc hiệu về không gian rất là kiểm soát nghiêm ngặt. Đặc hiệu kép thì khỏi rồi, đặc hiệu kép là tức là nó lấy hai chất cộng lại thành một thì người ta gọi là đặc hiệu kép. Ví dụ như là amino TARN đó anh chị, là nó vừa xúc tác tổng hợp vừa gắn axit amin với TARN lại với nhau thành một thì người ta gọi là đặc hiệu kép vậy thôi. Ngoài đặc hiệu cơ chất, đặc hiệu về không gian thì người ta thấy rằng enzyme nó còn có đặc hiệu gì phản ứng. Đặc hiệu về phản ứng có nghĩa là nó chỉ xúc tác một cái phản ứng nhất định, ví dụ như nó chỉ xúc tác phản ứng oxy hóa, là xúc tác phản ứng oxy hóa thôi. Nó xúc tác phản ứng thủy phân là chỉ là theo phản ứng đó mình chị. Như vậy thì người ta khi đã nói là đặc hiệu phản ứng có nghĩa là enzyme xúc tác được một loại phản ứng nhất định thì người ta gọi đó là đặc hiệu gì phản ứng. Rồi, enzyme làm giảm năng lượng hoạt hóa. Bây giờ mình lấy ví dụ cụ thể để thấy coi. Ví dụ mình chỉ thấy như thế này. Để phân giải H2O2 là oxy già, nếu không có xúc tác gì hết thì cần phải cung cấp cho nó một cái năng lượng là 18 kcal trên một mol. Nếu có bạch kim thì cần 11,7 kcal trên một mol. Nhưng nếu như có mặt của enzyme catalase, là một enzyme có trong tế bào chúng ta nhiều lắm anh chị, thì chỉ cần 2 kcal trên một mol là đã đủ để cho enzyme nó xử lý rồi. Như vậy anh chị sẽ thấy là cái mức năng lượng hoạt hóa nó sẽ giảm rất là nhiều, từ 18 giảm xuống 2. Anh chị thì anh chị thấy là đó là một cái ví dụ để anh chị thấy được cái giảm năng lượng hoạt hóa, chỉ cần cái cung cấp lượng nhỏ thôi là enzyme đã đủ giúp chuyển hóa các chất theo mong muốn. Thì đó là để anh chị thấy được cái việc làm giảm năng lượng hoạt hóa. Enzyme xúc tác được trong điều kiện bình thường này, nói rồi, bản chất của enzyme là protein, cái chính là protein nên nó kiểm sự chịu soát kiểm soát của tế bào. Mấy chị lưu ý nha, enzyme là kiểm chịu sự kiểm soát của tế bào, thì cái này mấy chị cũng lưu ý giùm. Và bởi vì enzyme là một protein, bởi vì enzyme là một protein nên enzyme sẽ chịu nhiều yếu tố khác nhau tác động vào. Nhiệt độ thay đổi thì cấu trúc protein sẽ thay đổi nên hoạt động của enzyme thay đổi. pH sẽ làm thay đổi cấu trúc của enzyme, cấu trúc của protein dẫn đến chức năng thay đổi. Ánh sáng cũng vậy anh chị ha, rồi chất hoạt hóa, chất ức chế vân vân. Như vậy thì anh chị sẽ thấy là bởi vì bản thân enzyme là protein, cái phần chính là protein chứ không phải là có một mình protein nha, cái phần chính là protein nên cái enzyme này nó sẽ chịu tác động của bởi nhiều cái yếu tố khác nhau. Về tên và cách gọi của enzyme thì thôi tôi nói nhanh thôi anh chị nha. Cách gọi chúng ta có cái tên gọi thông thường, ví dụ như là pepsin, trypsin, alpha chimo, trypsin gì đó ha, thì những cái tên gọi thông thường thì khỏi nói rồi. Còn tên gọi theo quy ước thì chúng ta có ba cái cách gọi, có ba cách gọi. Cái cách thứ nhất là gọi theo cơ chất anh chị. Ví dụ như là mình gọi là phân giải ure đi thì chúng ta gọi là urea. Protea tức là phân giải protein, lipa tức là phân giải lipid. Như vậy cái này người ta gọi là gọi theo cơ chất. Cơ chất là gì gọi theo cái đó. Gọi theo phản ứng. Ví dụ như là người ta gọi là oxida. Oxida tức là loại phản ứng là phản ứng oxy hóa khử. Dehydrogena, lúc nào đuôi cũng chữ A chứ các anh chị nghe. ASE đó. Dehydrogena, dehydrogena tức là cắt bỏ hydro. Estera là xúc tác phản ứng este hóa. Rồi glucosida là thủy phân đường, vân vân. Như vậy thì mấy anh chị sẽ thấy là chúng ta sẽ có những cái tên gọi của enzyme cộng với cái
Như vậy thì mình chỉ lưu ý giùm tôi là tùy theo trường hợp thì chúng ta sẽ có những cái tên gọi rất đơn giản là gọi theo cái tên phản ứng cộng với đuôi A. Và một cái thứ ba là chúng ta gọi theo cái phối hợp. Thì cái kiểu này người ta thích nhất. Kiểu phối hợp là thích nhất. Bởi vì sao? Bởi vì cái tên phối hợp nó vừa cho chúng ta biết được cơ chất là gì, vừa cho chúng ta biết được loại phản ứng diễn ra là gì. À. Vậy thì ví dụ, mình chị thấy là người ta ghi là lactate dehydrogenase. Vậy thì dehydrogen, đề là cắt bỏ, hydro là hydro. Vậy cắt bỏ hydro. Cắt bỏ hydro của ai? Của lactate. Nên người ta gọi, mình dịch cái tiếng Việt, cái enzyme này gọi là enzyme khử hydro của lactate. Khử tức là cắt bỏ đó anh chị. Ha. Trừ khử, anh chị nhớ trừ khử là bỏ đi đó. Ha. Vậy thì chúng ta sẽ có là khử hydro của lactate. Thì cái tên gọi này thì cái tên gọi enzyme này là được thường được áp dụng hơn. Thì đó là để anh chị lưu ý. Rồi về phân loại enzyme khỏi cái này mấy chị coi khỏi đi coi giùm tôi ha. Tôi đi qua cái phần tiếp theo đó là cái phần là cấu trúc và cái cơ chế hoạt động của enzyme. À, rồi sau đó chúng ta qua tới các cái điều kiện ảnh hưởng đến hoạt động của enzyme nữa là chúng ta xong cái bài này. À, vậy thì bây giờ tôi giới thiệu với mấy chị về cấu trúc của một phân tử enzyme. Thì về đặc điểm cấu tạo đó mấy chị, hồi nãy chúng ta nói là enzyme à, thành phần chính là protein chứ thật ra không phải có protein không đâu. À, về khối lượng thì anh này lớn. Ví dụ như là glutamate dehydrogenase đó, người ta thấy là có đến 1 triệu đơn vị carbon. Như vậy là phân tử khối rất là lớn anh chị ha. Thứ hai là về hình dạng thì đa phần các enzyme là hình cầu. Về cấu trúc thì nó có thể cấu tạo đó nó có thể gồm một chuỗi protein hoặc là nhiều chuỗi. Và protein và chuỗi là cái chính nha, ngoài ra nó còn có cái gì nữa. Thì thường người ta thấy là để có xúc tác thì cái protein nó phải từ bậc 2 trở lên thôi, cái này mấy chị nắm được rồi. Về cấu tạo về thành phần thì người ta thường chia làm hai loại enzyme. Về thành phần thứ nhất đó mấy chị đó là cái enzyme một thành phần. Nếu xét về thành phần chúng ta có enzyme một thành phần. Enzyme một thành phần có nghĩa là gì? Là trong cái cấu trúc của enzyme này đó chỉ có đúng protein thôi. Không có cái khác. Thì người ta gọi là chỉ có protein thuần thôi à, có nghĩa là trong khi mà phân loại enzyme á, mà người ta thấy là cái enzyme thuần thôi tức là chỉ có protein thôi thì người ta gọi đó là enzyme một thành phần. Và thường thì những cái enzyme thuộc nhóm hydrolase tức là những enzyme thuộc nhóm thủy phân anh chị nha thì được gọi đó là thuần. Còn enzyme hai thành phần thì người ta gọi đó là enzyme tạp. Enzyme hai thành phần thì người ta gọi đó là enzyme tạp. Thì enzyme hai thành phần ở đây thì người ta gọi là tạp. Ví dụ thì hai thành phần tức là ngoài protein ra còn thành phần khác. Thì ở đây mấy anh chị lưu ý là cái phần chính của enzyme là protein đó, thì người ta gọi đó là apoenzyme. Apoenzyme. Thì cái apoenzyme là cái phần quyết định tính chất chính của enzyme đó, là phần protein. Nhưng không thể thiếu một cái phần phi protein tức là phần cộng tác. Và cái phần cộng tác cho enzyme đó đó chính là cái phần coenzyme là cái phần gắn gắn cùng. À. Mà anh chị còn nhớ là trong cái phản ứng mà cắt tỉa piruvat đó, thì nó có tới 5 cái loại coenzyme đó anh chị gì có lại NAD, FAD gì đó, ha. Rồi CoA rồi là vitamin B1 gì đó đó những cái coenzyme đó. Vậy thì anh chị về coi lại thì chúng ta sẽ thấy là cái enzyme nó sẽ có gồm có hai thành phần. Một cái thành phần là protein là quyết định tính chất nhưng thiếu cái coenzyme là không được. Cái coenzyme là cái thành phần thiết yếu bắt buộc phải có thì mới làm được. Thì đó là anh chị lưu ý ha. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ có cái phần enzyme hai thành phần tức là cấu tạo nên enzyme nó có hai cái, một cái protein thì cái không phải protein. Đó, thì nó một cái protein thì người ta gọi đó là apoenzyme, còn cái không phải protein thì người ta gọi đó là cái coenzyme. À, thì trong đó cái nào quyết định tính chất của enzyme thì đương nhiên đó chính là cái apoenzyme là phần protein. Mỗi một cái enzyme nó sẽ có ít nhất một nơi để thực hiện xúc tác phản ứng và cái nơi đó người ta gọi đó là trung tâm hoạt động hay là trung tâm phản ứng của enzyme. Anh chị lưu ý nha, mỗi một enzyme nó sẽ có ít nhất một cái trung tâm phản ứng, tức là nó có thể có một hoặc nhiều. Thì cái trung tâm phản ứng ở đây là gì? Đây có thể gọi đó là một cái phần nhỏ của enzyme thôi, nó nằm trên một cái rãnh của enzyme thôi. Và cái nơi cái rãnh nhỏ này để làm gì? Hồi nãy mình nói enzyme là cái hình cầu đúng không, thì nó sẽ có một cái rãnh nhỏ và cái rãnh nhỏ này ở trong này nó sẽ có rất nhiều cái nhóm chất khác nhau, có rất nhiều nhóm chất khác nhau. Ví dụ như là nhóm mà cái nhóm chất có hoạt tính sinh học á, ví dụ như là nhóm
imidazone nhóm SH ha, rồi vân vân ha. Như thì cái nhóm này đó anh chị, những cái nhóm này là bình thường nó xa nhau nhưng mà trong cấu trúc không gian thì nằm gần nhau, và những cái nhóm này nó sẽ có ba cái vai trò, có ba vai trò. Cái vai trò thứ nhất là cái vai trò liên kết với cơ chất, thì cái này người ta gọi đó là nhóm tiếp xúc. Nhóm thứ hai là cái nhóm xúc tác, và nhóm thứ ba là nhóm duy trì cấu trúc không gian của enzyme. Như vậy thì anh chị lưu ý rằng là trong cái trung tâm hoạt động của enzyme nó có nhiều nhóm chức, và chia ra làm xét về vai trò về chức năng thì có ba nhóm, ba loại nhóm chức: nhóm tiếp xúc, nhóm xúc tác và nhóm duy trì cấu trúc không gian. Thì đó là nói về tổng quát về khái niệm về enzyme, tôi nói nhanh thôi. Vậy thì cái trung tâm hoạt động của enzyme này nè, là nó có sẵn, nó có sẵn và nó đúng khuôn hình như vậy, hay là nó có quyền linh động? Và khi chúng ta đã đặt câu hỏi như vậy thì hiện tại chúng ta vẫn có hai cái giả thuyết luôn. Một cái giả thuyết về trung tâm hoạt động đó là cái giả thuyết thứ nhất, mình chỉ lưu ý giùm tôi, là cái giả thuyết của Fisher. Đây là cái giả thuyết mà cứng nhất, có nghĩa là theo Fisher nha, là cái hoạt động của trung tâm hoạt động là cứng nhất theo cái nguyên tắc của ổ khóa và chìa khóa. Anh chị lưu ý nha, hoạt động của anh này là theo cái nguyên tắc ổ khóa và chìa khóa, có nghĩa là ha. Rồi, như vậy thì theo cái nguyên tắc đó là ổ khóa và chìa khóa, như vậy thì mấy anh chị sẽ thấy là đối với cái nguyên tắc ổ khóa và chìa khóa đó ha, ổ khóa và chìa khóa thì phải đúng chìa thì mới mở ổ khóa được, thì rất là cứng nhắc, có nghĩa là phải đúng vậy. Vậy thì theo cái mô hình của Fisher thì cái này là có sẵn, trung tâm hoạt động là có sẵn, không thay đổi. Cái cơ chất nào hợp hình dạng thì mới ok. Còn đối với Coxland thì thứ hai á, là theo cái mô hình tiếp xúc cảm ứng anh chị, là cái trung tâm phản ứng này nó không có sẵn hoàn thiện, nó có nhưng mà nó không hoàn thiện. Khi nào nó mới hoàn thiện? Khi gặp cơ chất thì nó mới hoàn thiện, nó mới ôm lấy cơ chất. Vậy đặt ra hai câu hỏi thì theo hai đây, ví dụ mô hình hóa bằng hai cơ chất, hai bằng hai sơ đồ này nè anh chị. Đây là anh chị nhìn theo cái ổ khóa chìa khóa của Fisher nè, là anh chị thấy cái hình dạng của cái cơ chất là cái nguyên liệu đó với cái enzyme là nó phải khớp, với trung tâm hoạt động là phải khớp, khớp xong thì nó mới tạo thành sản phẩm được. Như vậy thì cái này là theo ổ khóa chìa khóa. Còn anh chị nhìn ở đây nè, đây là cái hình dạng cơ chất nè, còn cái hình dạng của active site là cái trung tâm hoạt động của enzyme đâu phù hợp đâu, nhưng nó khi nó gặp được cái cơ chất thì nó sẽ cảm ứng phù hợp và nó biến thành sản phẩm. Vậy thì ai đúng ai sai? Thật ra ai cũng đúng hết, mỗi người đúng theo một trường hợp. Anh chị còn nhớ hồi nãy chúng ta nhớ đặc hiệu theo cái cơ chất không? Urea là chỉ cắt được ure, đó là theo nguyên tắc ổ khóa chìa khóa. Nhưng anh chị còn nhớ cái enzyme mà phosphorila không? Phosphorila loại A không? Là nguyên cái chuỗi dài ngắn gì không biết, nó chỉ cần là nó có liên kết 1,4 thôi là nó cắt được. Như vậy dù dài hay ngắn thì cái trung tâm hoạt động của enzyme vẫn gắn được với cái chuỗi đó, đó là tính linh động. Nên anh chị thấy là dù cho theo cái nguyên tắc nào đi chăng nữa thì nó cũng đều đúng, là tùy trường hợp ha. Là theo trường có enzyme thì đúng theo cái Fisher, có enzyme thì đúng theo Scotland. Như vậy thì bắt đó là anh chị lưu ý giùm tôi. Vậy thì cái cơ chế hoạt động của enzyme như thế nào? Đây, anh chị lưu ý, cơ chế hoạt động của enzyme rất đơn giản. Cơ chế hoạt động của enzyme rất đơn giản. Thì thứ nhất đó là enzyme phối hợp với cái cơ chất, thì người ta gọi cái này gọi là phức hệ enzyme cơ chất. Tên gọi bình thường thôi anh chị, phức hệ N là enzyme, S là cơ chất, là substrate. Như vậy chúng ta sẽ có là enzyme mà kết hợp với cơ chất thì nó sẽ tạo thành phức hệ enzyme cơ chất. Sau đó enzyme cơ chất sẽ được biến đổi sơ sơ, biến đổi sơ sơ tức là chưa thành sản phẩm đâu, thì nó sẽ tạo thành cơ chất trung gian, nên gọi là phức hệ enzyme cơ chất trung gian. Sau đó cái enzyme cơ chất trung gian này nó sẽ biến đổi thành cái product tức là sản phẩm, là enzyme và sản phẩm. Vậy thì anh chị sẽ thấy là nó tạo thành phức hệ giữa enzyme sản phẩm. Thì sau khi tạo thành sản phẩm rồi thì sản phẩm sẽ được giải phóng và enzyme trở lại trạng thái ban đầu để tiếp tục, để tiếp tục cái công việc là xúc tác phản ứng. Thì đó là cái cơ chế hoạt động về về cái này, là hai cái trạng thái khác nhau, là cái trung tâm hoạt động enzyme nó có cái rãnh nè, thôi cái này khỏi đâu ha.
Như vậy thì mấy anh chị sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái, như vậy thì khi mình nói là cái enzyme nó hoạt động thì nó có thể mạnh, có thể yếu, có thể có nó nhanh hoặc chậm. Vậy thì bắt buộc phải có một cái thông số để đánh giá được cái tốc độ phản ứng của enzyme. À, phải có một cái thông số để đánh giá được cái tốc độ phản ứng của enzyme. Vậy cái thông số đó là gì? Thì ở đây mấy anh chị lưu ý giùm là chúng ta sẽ có những cái thông số. Thứ nhất đó, cái thông số mà chắc là chỉ đề cập duy nhất đó là cái tốc độ thôi. Thì cái tốc độ của phản ứng của enzyme đó chính là cái số cơ chất được chuyển đổi trong một đơn vị thời gian. Còn ở đây cụ thể là tôi tính theo cái sự phân hủy đó, ha, tính theo phân hủy. Như vậy thì anh chị lưu ý rằng là tốc độ phản ứng của enzyme đó là số cơ chất được chuyển hóa trên một đơn vị thời gian. Chuyển hóa trên một đơn vị thời gian. Mà nếu cụ thể đó là phân hủy thì nó là tính là đơn vị phân hủy. Thì trong đó cái đơn vị liên quan tới số cơ chất thì có một cái đơn vị là thường người ta sử dụng mol hoặc micromol. Đơn vị thời gian là phút, là giây, là giờ, đủ kiểu. Nhưng cái đơn vị mà được thường xuyên áp dụng đó là micromol trên một phút. Đối với enzyme á, thì người ta thường sử dụng đơn vị là micromol trên phút. Cũng giống như mà tính vận tốc thì nó có nhiều lắm, đơn vị km trên giờ, mét trên giây gì đó vân vân. Nhưng mà km trên giờ vẫn được là tính cái đơn vị tính 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 thường nhất đó, thường nhất trong cái tốc độ. Rồi thì ở đây cũng giống vậy, cái việc mà phân loại, cái việc phân hủy cũng như là cái tốc độ phản ứng enzyme thường người ta tính bằng đơn vị là micromol trên một phút. Vì cái gì ảnh hưởng tới nồng độ cái tốc độ phản ứng của enzyme? Thì thứ nhất á, làm anh chị lưu ý giùm tôi á, là cái nồng độ cơ chất. Thì người ta nói là trong một cái điều kiện nhất định nha, trong một điều kiện nhất định thì tăng nồng độ cơ chất thì sẽ tăng tốc độ phản ứng, nhưng tăng một lúc nào đó nó không tăng được nữa và nó đạt trạng thái Vmax. Em chị người ta biểu diễn cái sơ đồ này, đang tăng tốc độ, tăng cơ chất, càng qua phải là cơ chất càng tăng lên, càng cứ mỗi một điểm di chuyển nè, càng qua phải thì càng cái tốc độ nó càng tăng lên, nhưng tăng một lúc nào đó nó đạt được trạng thái Vmax, không tăng được nữa, thì đó là tăng về nồng độ cơ chất. Ngược lại là tăng nồng độ enzyme. Tôi nói luôn tăng nồng độ enzyme đi mấy chị, tôi quay lại sao? Nồng độ enzyme, tăng nồng độ enzyme thì trong một điều kiện nhất định không đổi, thì khi tăng nồng độ enzyme thì cũng tăng cái gì các bạn? Cũng tăng cái tốc độ phản ứng. À, rồi. Rồi bây giờ tôi mới quay lại như vậy, thì tăng nồng độ enzyme và tăng nồng độ cơ chất ha. Rồi bây giờ nó đều làm tăng tốc độ phản ứng nhưng trong một điều kiện nhất định. Và bây giờ nó ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng enzyme còn có gì nữa liên quan đến các chất hoạt hóa và chất ức chế. Vì chất hoạt hóa là gì? Chất hoạt hóa là chất làm cho enzyme từ không hoạt động trở nên hoạt động, chất từ hoạt động làm cho enzyme từ hoạt động yếu trở thành hoạt động mạnh, thì người ta gọi đó là chất hoạt hóa, làm cho nó mạnh hơn. Vì chất hoạt hóa thường đó là những cái nào? Thường đó là những một số cái tùy cái enzyme nha, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ chia ra làm hai loại cái chất hoạt hóa, một chất hoạt hóa trực tiếp và một cái là chất hoạt hóa gián tiếp. Vậy thì chất hoạt hóa trực tiếp có nghĩa là gì? Chất hoạt hóa trực tiếp tức là cái chất đó mà nó tác động vào trung tâm phản ứng ứng hoặc là nó làm biến đổi cấu hình không gian của enzyme, thì cái đó người ta gọi đó là chất hoạt hóa trực tiếp, có nghĩa là nó trực tiếp làm thay đổi trung tâm hoạt động, trực tiếp làm thay đổi cấu hình không gian của enzyme, làm thay đổi cái làm cho cái hoạt tính của enzyme nó tăng lên, thì cái đó người ta gọi đó là trực tiếp. Còn chất hoạt hóa gián tiếp là nó tham gia phản ứng nhưng không tác động động vào enzyme, anh chị lưu ý nha, nó tham gia vào trong phản ứng nhưng mà nó không tác động vào enzyme. Như vậy thì có nghĩa là nếu cái chất hoạt hóa đó nó có đụng vô enzyme, nó có đụng vô trung tâm phản ứng thì người ta gọi đó là trực tiếp, còn không thì người ta gọi là gián tiếp. Ở đây thì mấy chị sẽ thấy là một số cái chất hoạt hóa, ví dụ như chúng ta sẽ có các cái coenzyme chẳng hạn như NAD cộng, NADP, FAD, FMN, thì tất cả những cái này đều nó hoạt hóa những cái nhóm enzyme oxy hóa khử, rồi những cái chất hoạt hóa khác vân vân ha. Vậy thì mấy chị sẽ lưu ý rồi những cái kim loại từ O11 đến O55 thì cũng là hoạt hóa một số các enzyme. Thì đó là mấy chị lưu ý tùy tùy cái chúng ta sẽ có cái chất hoạt hóa.
Ngược lại chất hoạt quá thì chúng ta có chất kìm hãm. Kìm hãm, chất kìm hãm tức là nó làm cho từ hoạt động mạnh xuống yếu, từ không hoạt từ hoạt động xuống không hoạt động thì người ta gọi là kìm hãm. Thì kìm hãm nó sẽ có hai kiểu, kìm hãm thuận nghịch và không thuận nghịch. Các chị lưu ý nha, kìm hãm thuận nghịch và kìm hãm không thuận nghịch. Thuận nghịch có nghĩa là sao? Thuận nghịch có nghĩa là khi có chất kìm hãm thì enzyme giảm hoạt động, khi chất kìm hãm nó ra đi hoặc nó bị phân hủy hay nó mất thì enzyme trở lại trạng thái ban đầu là hoạt động bình thường, thì người ta gọi đó là kìm hãm thuận nghịch. Còn kìm hãm không thuận nghịch có nghĩa là khi chất kìm hãm đã tới sẽ làm enzyme biến đổi luôn luôn, không quay trở lại được ban đầu nữa, thì người ta gọi là không thuận nghịch. Chị lưu ý nha. Như vậy chúng ta sẽ thấy là trước nhất là chia kìm hãm ra hai kiểu nha, kìm hãm thuận nghịch và không thuận nghịch. Trong kìm hãm thuận nghịch chia làm hai kiểu tiếp, đó là kìm hãm cạnh tranh và không cạnh tranh. À, thuận nghịch thì chia làm hai loại là cạnh tranh và không cạnh tranh. Còn đối với ngược với thuận nghịch là không thuận nghịch nha. Vì thì lưu ý là đối với chất kìm hãm thì chia làm hai nhóm, một nhóm thuận nghịch, nhóm không thuận nghịch. Nhóm thuận nghịch thì nó có hai kiểu là kìm hãm cạnh tranh và kìm hãm không cạnh tranh. Đối với kìm hãm cạnh tranh là gì? Cạnh tranh là cạnh tranh cái gì? Đó là cạnh tranh trung tâm hoạt động, là cạnh tranh trung tâm hoạt động. Do đó mấy chị lưu ý giùm tôi là trong trường hợp kìm hãm cạnh tranh đó, ví dụ mấy chị nhìn đây nè, ở đây người ta ghi rõ đây là cái vị trí hoạt động của enzyme đây. À, đây là ớt là substrate, nó phù hợp với cái cấu trúc. Còn inhibitor tức là cái chất ức chế, nó cũng có cái cấu trúc phù hợp để gắn lên. Vậy thì bình thường thì cái substrate này nó cứ gắn lên trung tâm hoạt động là phản ứng diễn ra thôi, cơ chất gắn vô là diễn ra thôi. Tuy nhiên cái chất ức chế đó anh chị, nó sẽ bám lên enzyme và nó cạnh tranh chỗ, nó không cho cái cơ chất gắn vào thì enzyme này sẽ không hoạt động được, không không có cơ hội để gắn với cơ chất và kết quả cuối cùng là không xúc tác phản ứng diễn ra. Trường hợp thứ hai là kìm hãm thuận nghịch nhưng mà không cạnh tranh. Không cạnh tranh có nghĩa là gì? Là không cần cạnh tranh vị trí trung tâm hoạt động. Ví dụ như ở đây mấy chị thấy nè, đây là cái vị trí là active site, là cái vị trí trung tâm hoạt động nè. Cơ chất sẽ gắn vào đây, nhưng mà cái chất ức chế nó không cần gắn vào trung tâm hoạt động, nó gắn vào một vị trí khác, gắn vào một vị trí khác. Cái vị trí đó là gọi là cái vị trí của cái chất ức chế nó gắn vào. Thì khi mà cái chất ức chế nó gắn vào rồi thì enzyme sẽ không có khả năng xúc tác được phản ứng nữa, dù cơ chất có gắn hay không gắn vô. Như vậy thì mình chị sẽ thấy đây là kiểu kìm hãm không cạnh tranh vị trí, không kìm hãm không cạnh tranh vị trí. Thì chúng ta sẽ có kìm hãm, kìm hãm trong kìm hãm thuận nghịch thì nó sẽ có kiểu cạnh tranh mà không cạnh tranh ha. Còn ngược lại kìm hãm không thuận nghịch là chỉ cần chất đó hiện diện là coi như là enzyme đã ra đi mãi mãi, không bao giờ quay lại được nữa. Ví dụ như những chất có tính oxy hóa, nó làm oxy hóa cái trung tâm hoạt động của enzyme là rồi xong, enzyme không thể nào quay trở lại được nữa. Thì đó là đối với kìm hãm không thuận nghịch nha anh chị. Những chất có vai trò kìm hãm không thuận nghịch, ví dụ như chúng ta sẽ có chẳng hạn như là chúng ta có cyanide, cyanide nó liên quan đến những cái hòa phản ứng của những cái enzyme nào mà enzyme trong chuỗi hô hấp á anh chị, trong cái hội chuỗi hô hấp, đặc biệt là nó đối với cyanide thì nó làm ức chế hô hấp rất là mạnh. Sau này anh chị sẽ học ở môn độc chất học chúng ta học sao, vân vân. Rồi cái sarin hoặc là chúng ta có bản thân penicillin cũng là một chất ức chế. Thì thôi cái đó thì anh chị lưu ý chúng ta sẽ tính sao. Rồi bây giờ enzyme nói rồi, cơ chất enzyme nói rồi, chất ức chế nói rồi, bây giờ nhiệt độ. Nhiệt độ cũng như là pH thì mấy anh chị sẽ thấy là nhiệt độ cũng giống như pH nha mấy anh chị. Thì cả nhiệt độ và pH thì nó đều có một cái giá trị đỉnh, có nghĩa là bất cứ một enzyme nào nó cũng đều có cái optimum hết, optimum là cái đỉnh của nó hết. Vậy thì càng xa đỉnh chừng nào thì cái tốc độ hoạt động của enzyme nó cảm ít chừng đó. Ví dụ như những cái enzyme lên men đó anh chị, những cái enzyme lên men nó hoạt động ở nhiệt độ 50 60 độ C gì đó, nên anh chị thấy là người ta ủ da ua đó, người ta ủ da ua là thường người ta máy nóng máy lạnh gì đó. Cái đó mấy chị nữ là hơn tôi một người, đầu tiên là phải pha sữa đường với nước, máy nước nóng máy nước lạnh gì đó, rồi phải ủ lại ha, mục đích là để nhiệt độ cao để nó đạt được trạng thái tối ưu này nè, hoạt động ở đỉnh nào. Và nhiệt độ càng xa đỉnh chừng nào thì cái tốc độ phản ứng nó càng giảm chừng đó. Do đó mấy chị lưu ý giùm tôi nha. Rồi
Tương tự như vậy, enzyme cũng giống vậy, tương tự như mình chị pH cũng giống vậy, mỗi một enzyme đều có cái pH đỉnh và càng xa chừng nào thì cái tốc độ phản ứng nó càng giảm xuống chừng đó. Thì đó là để anh chị lưu ý, thì chúng ta có cái lúc nào cũng vậy ha. Rồi, và đương nhiên mỗi một enzyme khác nhau thì cũng nó sẽ có một cái pH tối thích cũng như cái nhiệt độ khác nhau. Tôi lấy ví dụ như là pepsin đi, thì nó hoạt động tốt ở trong cái pH là khoảng 2, xung quanh cái chỉ 2. Amila thì nó hoạt động xung quanh cái giá trị pH khoảng 5 đến 5,2 gì đó. Còn gypsin thì khoảng 8, 8 hơn 8 gì đó. Thì anh chị ha, rồi alpha chimo gypsin cũng giống vậy, cũng 8. Là cái anh cái thuốc thuốc ngậm dưới lưỡi của mình, alpha try đó anh chị ha, alpha chimo gypsin. Vậy thì anh chị sẽ thấy là trong trường hợp như vậy thì những cái anh mà nó hoạt động pH là 8 như vậy đó. Do đó tại sao chúng ta đối với alpha try chúng ta không, ví dụ đi, tôi giải thích là tại sao chúng ta không 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 uống qua đường uống, uống được không vẫn được nhưng mà cái hiệu quả nó thấp. Bởi vì sao? Bởi vì cái enzyme alpha chymotrypsin của mình á là hoạt động cái pH là 8. Thứ hai nữa là anh sẽ bị biến đổi cấu trúc không gian là ở cái đường qua dạ dày á anh chị, thì tại pH dạ dày rất là thấp thì cái cấu trúc của cái enzyme nó sẽ bị giảm mất đi. Do đó là trong trường hợp như vậy thì bắt buộc khi đối với alpha try chúng ta nên tốt nhất là ngậm dưới lưỡi. Ngậm dưới lưỡi thì nó sẽ vào trực tiếp vào máu và đến mô gây tác dụng thôi cho đến người ta ngậm. Chứ còn nếu mà dung nạp qua đường uống thì nó sẽ bị, ví dụ cái viên alpha tray của mình đi, viên alpha tray mình uống đi ha, mình uống thì sau khi mình uống xong thì cái viên này khi mà nó đi qua dạ dày đó anh chị, thì những cái bên ngoài này nè, những cái bên ngoài này nè nó sẽ bị ảnh hưởng, ở bên trong còn, ở bên trong vẫn còn. Do đó là thường anh chị về để anh chị để ý là nếu mà alpha tray chúng ta theo đường uống đó, thì nó phải nhiều viên hơn so với là cái đường nào. Bởi vì sao? Bởi vì nó uống nó bị ảnh hưởng nhiều ở cái lớp bên ngoài đó nên cái hiệu quả nó giảm. Do đó là người ta bắt buộc người ta phải uống nhiều hơn, uống nhiều viên hơn. Và thứ hai nữa, cái tốc độ nó hấp thu vào trong đường ống tiêu hóa thì nó sẽ chậm. Do đó là tốt nhất là chúng ta đi qua dưới lưỡi là nhanh hơn. Thì đó là anh chị thấy là những lý do mà tại sao chúng ta lại dung nạp alpha tray qua con đường dưới lưỡi. Rồi, thôi như vậy thì đó là giới thiệu với anh chị về một số cái bài liên quan tới phần này. Ngày hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nha anh chị. Dạ thầy. Rồi, chúng ta kết thúc ở đây. Rồi, tạm biệt Em anh chị. chào thầy, em cảm ơn thầy. Em chào thầy, em cảm ơn Dạ thầy, cho thầy. em hỏi liên quan cái bài kiểm tra vô không được á, bữa nay có cho làm lại không thầy? Rồi, ok, mấy anh chị làm lại nha. Dạ. Ê thầy mở cái đường link giùm em cái nhé. Rồi, rồi, Thầy ơi, những bạn đã làm được rồi có làm lại không thầy? ok. Những bạn được thì thôi khỏi, không được rồi để Thầy mình. ơi, nhưng mà điểm em thấp quá, thầy cho em làm lại đi thầy. Rồi, ok. Bạn nào làm thấp quá thì làm lại được hết thầy ha. Rồi, rồi, ok. Dạ Dạ em cảm ơn thầy. Dạ. rồi. Rồi em cảm ơn thầy. Em lúc làm bài ạ. Em cảm Rồi, chào mấy anh chị. ơn. Chào thầy. À, Dạ. Xin chào thầy. Xin chào thầy. nói vậy cũng phải.